Bạn nào đang xem cho mình xin một chấm nha mọi người. Bạn nào đang xem cho mình xin một chấm nha. Bạn nào đang xem cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Bạn nào đang xem mình xin một chấm nha. Chào hai bạn đang xem nha. Bạn nào đang xem cho mình xin một chấm nha mọi người. Bạn nào đang xem cho mình xin một chấm nha. Chào Hoàng Nguyễn, chào Linh Nhi nha. Đầm nha mọi người, đầm nha. Đầm phơm suông nha mọi người, đầm phơm suông nha. Đồng giá 29k nha mọi người, đồng phơm suông nha. Bạn nào đang xem cho mình xin một chấm nha mọi người. Bạn nào đang xem cho mình xin một chấm nha. Rồi ok mọi người nha, đầm nha mọi người. Đầm phơm suông nha. Đầm phơm suông, đầm chữ A phơm suông nha mọi người. Đầm chữ A phơm suông nha. Đầm trắng phượng chữ A phơm suông hình hoa hồng nha mọi người. Có thêm hoa hồng, có dập ly hoa hồng nha mọi người. Đây nha, dập ly hoa hồng nha. Bạn nào lấy comment cho mình đầm trắng nha mọi người. Bạn nào lấy comment đầm trắng cho mình. Đây nha mọi người. Bạn nào đang xem á, chia sẻ bài viết giùm mình nha mọi người. Chia sẻ bài viết giùm mình nha, mình cảm ơn nhiều nha. Chia sẻ bài viết giùm mình nha mọi người ơi. Linh Nhi, em chia sẻ bài viết giùm chị nha Linh Nhi. Em chia sẻ bài viết giùm chị nha. Linh Nhi, cái đầm này em mặc vừa nè. Linh Nhi, cái đầm này em mặc vừa nè. Cái đầm này hả là 65kg mặc vừa nha mọi người. Cái đầm này là 65kg đổ xuống mặc vừa nha mọi người ơi. Đây nha, 65kg đổ xuống mặc vừa nha. Bạn nào đang xem chia sẻ bài viết giùm mình nha mọi người. Bạn nào đang xem chia sẻ bài viết nha. Nó có in hình hoa hồng nha mọi người. Những cái gân gân này là hoa hồng nha. Bạn bạn nào lấy cái đầm này thì comment đầm trắng giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment đầm trắng nha. Rồi chị cảm ơn Linh Nhi nha. Cảm ơn Linh Nhi nha Linh Nhi. Đầm maxi 2 giây nha mọi người. Đầm maxi 2 giây nha. Đầm maxi 2 giây nha mọi người ơi. Mốc gì mốc không biết nè. Đây nha mọi người, đầm maxi 2 giây nha. Ờ em 70kg hả? Ờ 70kg chắc không vừa rồi, tầm 65kg thôi nha Linh Nhi. Đầm maxi 2 giây nha mọi người. Đầm maxi 2 giây nha, bạn nào lấy thì comment giùm cho mình đầm maxi nha. Đấy nha mọi người, đầm maxi nha, bao đẹp luôn nha mọi người. Đầm maxi nha. Ở cái đầm em này em vừa nè Linh Nhi ơi, cái đầm này em vừa nè. Nó có co giãn hết tối đa nè Linh Nhi. Đây nha, đầm maxi nha. Đầm maxi nha mọi người, đầm maxi nha. Đầm này là tầm 70kg đổ xuống mặt vừa nha mọi người. Cái đầm tầm 70 xuống mặt vừa nha. Đây nha, bạn nào lấy thì comment maxi giùm mình nha. Maxi này nó có nhiều màu nha mọi người. Maxi này nó có nhiều màu nha. Bạn nào lấy thì comment maxi giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment maxi nha. Vải hai lớp nha mọi người. Vải hai lớp, vải dày dặn đẹp nha mọi người. Chứ không phải vải mỏng tê nha. Bạn nào lấy thì comment maxi giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment maxi giùm mình. Duyên Phạm ơi, Duyên Phạm em chia sẻ bài viết giùm chị đi Duyên Phạm. Duyên Phạm chia sẻ bài viết giùm chị nha em. Duyên Phạm chia sẻ bài viết giùm chị nha. Xếp ngủ nha mọi người, xếp ngủ nha. Xếp ngủ vi bóng nha mọi người, xếp ngủ vi bóng nha, gấu đen nha mọi người. Cái này nó có 5 màu nha mọi người. Màu xanh, màu da người, màu đen nha. Màu xanh, màu da người, màu đen, màu đỏ nha mọi người. Xếp ngủ nha. Xếp ngủ ở cổ có ren nha mọi người, ở cổ có ren nha. Đây nha, xếp ngủ nha mọi người, xếp ngủ phi bóng nha. Rồi, cảm ơn Duyên Phạm nha. Đây nha, xếp ngủ phi bóng nha mọi người. Đây nha, xếp ngủ phi bóng nha. Xếp ngủ phi bóng 2 giây nha mọi người. Xếp ngủ phi bóng 2 giây có 5 màu nha mọi người. Có 5 màu nha, màu đen, màu đỏ, màu xanh nha mọi người. Màu này nha mọi người, màu này nha. Đây nha, màu vàng đồng, màu xanh nha mọi người, màu xanh nha, màu đỏ, màu đen nha mọi người, màu đỏ và màu đen nha. Bạn nào lấy thì comment màu giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment gấu kèm màu giùm mình nha. Đồng giá 25k, đồng giá 29k nha Kim Cúc. Đồng giá 25k nha mọi người ơi.
Bạn nào ghim giùm mình cái là bình luận là đồng giá 29k đi mọi người. Bạn nào ghim giùm mình cái bình luận là đồng giá 29k nha. Mấy bạn ơi, bạn nào ghim giùm mình cái bình luận. Duyên Phạm ơi, Duyên Phạm em còn đó không? Còn đó ghim giùm chị cái bình luận cái comment. 29k em ơi, Linh Nhi, Linh Nhi em ghim giùm chị cái bình luận là đồng giá 29k nha. Có nha em, từ từ nghe em, ta có nha. Linh Nhi em ghim giùm chị là cái bình luận là đồng giá 29k nha mọi người, đồng giá 29k hết nha. Đầm đồ xếp zoom đồ là đồng giá hết nha mọi người. Đây nha. Xếp ngủ nha mọi người, xếp ngủ phi bóng nha. Rồi ok Duyên Phạm nha. Đồng giá 29k nha mọi người nha. Đây xếp ngủ nha, có năm có bốn màu nha mọi người. Có bốn màu nha. Đây nha, màu đen nha. Màu vàng đồng nha mọi người, màu vàng đồng nha, màu xanh da trời và màu đỏ nha. Bạn nào lấy thì comment gấu thêm màu giùm mình nha. Bạn nào lấy thì comment gấu thêm màu nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment gấu thêm màu nha. Bạn nào lấy thì comment gấu thêm màu giùm mình. Xếp ngủ đồng giá 29k thôi nha mọi người, quá rẻ nha mọi người nha, quá rẻ luôn, cực kỳ rẻ luôn. Bạn nào đang xem chia sẻ like giùm mình nha. Chia sẻ like giùm mình nha mọi người. Bạn nào chia sẻ like, áp dụng bạn nào chia sẻ like thì chia sẻ like thì được 28k nha mọi người. Bạn nào chia sẻ like được 28k nha. Chia sẻ like mua 28k nha mọi người ơi. Mặt mát nha mọi người, mặt mát nha. Mặt bao mát mọi người luôn nha, bao mát mọi người luôn nha mọi người. Bộ em bộ mình đang mặc, bộ mình đang mặc là tầm 60kg, 55kg là đến 60kg là mặc vừa nha. Nhưng mà 55kg mặc đẹp nha mọi người. 55kg mặc đẹp nha, mình 52kg nha mọi người nha. Bạn nào đang xem cho mình xin màu trắng nha. Mặt bao mát luôn nha Kim Cúc bảo. Rồi cảm ơn Miễn Đô nha. Mặt bao mát luôn nha mọi người nha. Bao mát mọi người luôn nha. Áo Barbie đơn ren nha mọi người. Báo áo Barbie đơn ren nha. Áo cáo này đẹp lắm nha mọi người. Áo này mặc với quần sọt đẹp lắm nha mọi người. Áo Barbie đơn ren nha. Bạn nào lấy thì comment ren giùm mình. Còn một cái duy nhất nha mọi người. Còn một cái duy nhất thôi nha. À, mình có Shopee nha mọi người, mình có Shopee nha. Bạn nào mua qua Shopee đơn 200 thì receipt nha mọi người. Bạn nào mua Shopee qua Shopee đơn 200 thì receipt. Còn nếu mà ship bưu điện á, thì tầm 30k nha mọi người. Tầm 30k nha. Tầm 30k nha mọi người ơi. Tầm 30k nha mọi người. Đây nha, áo Barbie doll nha mọi người. Barbie doll nha. Áo Barbie doll vải ren nha mọi người. Vải ren mềm mịn nha. Set đó hả? Set đó là tầm 55kg đến 60kg hả em ơi, em mặc không vừa đâu. Đây nha, Linh Nhi mặc không vừa đâu nha Linh Nhi nha. Linh Nhi em chỉ mặc những cái đầm được Linh Nhi, Linh Nhi. Đây nha, áo Barbie đó nha mọi. Cảm ơn Duyên Phạm nha. Bạn nào chia sẻ like mua được giá 28k nha mọi người, chia sẻ like nha. Đây nha mọi người nha. Áo Barbie đơn ren nha mọi người, Barbie đơn ren nha. Bạn nào lấy thì comment ren giùm mình. Còn một cái duy nhất Barbie đơn nha mọi người. Còn một cái duy nhất nha. Một cái duy nhất thôi mọi người ơi. Một cái Barbie đơn này thôi. Bạn nào lấy thì comment giùm mình là ren. Bạn nào lấy thì comment ren giùm mình nha. Một cái Barbie đơn duy nhất nha. Còn nhiều set bộ ngủ lắm nha mọi người. Chờ mình chút xíu nha. Còn nhiều lắm. Phí bưu điện từ 30k thôi nha chị. Phí bưu điện từ nó dao động từ 30k thôi nha chị Kim Cúc. Phí bưu điện dao động từ bao nhiêu đó thôi nha chị. Bạn nào mua nhiều, nếu mà mua nhiều quá phí trên 30k thì mình hỗ trợ ship nha. Ren trắng Nguyễn Đô ok em nè. Ren trắng của Nguyễn Đô nha. Nguyễn Đô có kết bạn với chị cho Nguyễn Đô. 01668 01668 930121. Rồi ok Nguyễn Đô nha. Rồi ok Nguyễn, ok Duyên Phạm cảm ơn em nha. Duyên Phạm Nguyễn Đô ok em nè. Những cái đầm Barbie doll hồi nãy là mình dập xuống vậy được nha mọi người. Những cái đầm Barbie doll á Linh Nhi, những cái đầm những cái đầm maxi hồi nãy á Linh Nhi là em có thể dập xuống được nha Linh Nhi, cho con bú được nha. Nha Linh Nhi. Đây nha mọi người, xếp ngủ nha mọi người, xếp ngủ nha. Xếp ngủ vải cát hàng bao mịn nha mọi người, xếp ngủ vải cát hàng mịn lắm nha mọi người, mịn nha. Xếp ngủ vải cát hàng nha. Đây nha mọi người, đây nha. Cái này nó có 3 màu, 4 màu, 5 màu nha mọi người.
đây nha. Bây giờ nó nằm ở đâu rồi nhưng mà nó có cái khăn màu đó nha mọi người nha. Đây là màu nâu đất màu hồng nha. Màu nâu đất màu hồng màu xanh nha mọi người. Màu nâu đất màu hồng màu xanh nha. Mình ship lộn xộn không vậy? Rồi ok Nguyễn Đô nha. Nguyễn Đô có Nguyễn Đô em chọn đơn thêm nha Nguyễn Đô. Những bạn nào lưu ý cho mình nha, bạn nào mà mua là đơn trên 100 mình mới ship bưu điện nha mọi người. Đơn trên 100 mình mới ship bưu điện nha. Tại đơn 100 nha, 3 bộ 100, nếu mà mấy bạn lấy 3 bộ là 100 nha mọi người. Rồi ok Linh Nhi nha. Để đợt sau chị lấy set bự bự về cho em mặc nha, tại vì set bự á tầm 40 70 kg á. Rồi ok Nguyễn Đô nha, tầm 70 kg là mặc nó bự lắm nên là chị không có lấy những cái đó. Tại này những cái là nó vừa mặc mà, như chị 52 kg mặc vừa nha mọi người. Mình 52 kg mình mặc vừa nha. Đây nha mọi người, đây nha. Set ngủ nha mọi người, set ngủ nha. Này nó có màu xanh, màu cam đất. Màu xanh, màu cam đất với màu hình như là màu đen thì phải á mọi người ơi. Đây nha mọi người nha, tại vì mình để lộn xộn mình không nhớ nó nằm ở đâu nha mọi người. Đây nha. Bạn nào lấy thì comment giùm mình. Số 1 nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment kèm màu giùm mình nha. Số 1 kèm màu nha mọi người nha. Đây nha, set ngủ nha. Ở đây nó có ôm bo nha mọi người, dễ thương cực kỳ nha. Bạn nào lấy thì comment giùm mình set một số 1 kèm màu nha mọi người. Số 1 kèm màu nha. Màu cam đất nha mọi người. Màu hồng nha, màu cam đất nha. Bạn nào lấy thì comment số 1 kèm màu giùm mình nha mọi người. Số 1 kèm màu nha. Bạn nào đang xem thì chia sẻ bài viết giùm mình nha mọi người. Chia sẻ bài viết giùm mình nha. Mình bóc trúng cái gì mình like cái đó nha mọi người. Mình bóc trúng cái gì mình like đó nha. Bây giờ lộn xộn tùm lum hết trơn, không có like được nhiều nha mọi người. Không có like được nhiều. Áo nha mọi người, áo thun form rộng nha mọi người. Áo thun form rộng tay lỡ nha mọi người. Áo thun form rộng tay lỡ màu vàng nha mọi người. Còn một cái duy nhất nha. Rồi em lấy 3 set luôn đúng không? Em lấy 3 set luôn. Thảo Yên lấy ok giùm chị nha. Thảo Yên Lê ok giùm chị nè. Thảo Yên Lê có mua đồ của chị rồi nha mọi người. Thảo Yên Lê ok. Rồi số 1 là ok em nè. 01692 01692. Mọi người chờ mình chút nha mọi người. 034548 034548. Rồi ok Thảo Yên Lê em lấy 3 set nha em. Ok em nè. Một hoàng một lát chị lấy cái màu kia cho em nha, tại vì cái nó nằm lộn xộn nha Thảo Yên Lê ơi, bây giờ chị không biết nó nằm ở chỗ nào. Rồi ok Thảo Yên Lê lấy set này nha mọi người. Có quần nha bạn. Chờ mình chút nha, mình không biết là còn quần không nha mọi người. Hôm bỏm lấy thì còn có set quần nhưng mà bây giờ không biết set quần nằm chỗ nào nha mọi người ơi. Đây nha. Áo nha mọi người, áo phun phun. Áo phun vàng phơm rộng tay lỡ nha mọi người. Phơm rộng tay lỡ nha. Bạn nào lấy thì comment giùm mình. Vàng còn một cái duy nhất nha mọi người. Còn một cái duy nhất nha. Bạn nào lấy cái áo vàng này comment vàng giùm mình nha mọi người nha. Áo phun tay lỡ phơm rộng nha mọi người. Đây nha, bạn nào lấy thì comment vàng giùm mình nha mọi người. Áo phun tay lỡ phơm rộng nha mọi người nha. 70kg không vừa đâu nha em. 70kg không vừa rồi Linh Nhi ơi. Linh Nhi chắc đợi hẹn em đợt sau á, tại vì em 70kg là không vừa nha em nha. 70kg em chỉ có những cái đầm em mặc vừa thôi. Đây nha mọi người, bạn nào lấy thì comment vàng giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy comment vàng nha. Có đồ bộ như chị đang mặc nha em, có đồ bộ như chị đang mặc nha. Đồ bộ như chị đang mặc nhiều lắm nha. Mọi người nhiều lắm nha. Không biết cái cọc đó nó nằm ở chỗ nào rồi mọi người ơi. Đồ bộ như mình đang mặc nhiều lắm nha Lý Sĩ Huyền. Có đồ bộ như chị đang mặc nha em. Đồ bộ mình đang mặc mình 52kg mặc vừa nha mọi người nha. Mình 52kg mặc vừa, từ 55kg đổ xuống mặc vừa nha mọi người. Bạn nào lấy cái áo vàng phơm rộng tay lỡ này thì comment vàng giùm mình nha. Mình còn một cái duy nhất vàng nha mọi người nha. Còn một cái duy nhất thôi. Đây nha, bạn Linh Nhi mặc được cái này nha em. Đây nha, đầm đuôi cá nha mọi người. Đầm ngủ đuôi cá nha. Rồi ok Lý Nguyễn Huyền chờ chị một chút nha. Đầm ngủ đuôi cá nha mọi người. Đặt mặc vậy cực kỳ dễ thương luôn nha mọi người. Mặc cực kỳ dễ thương, 2 giây nha mọi người.
đây nha, đầm ngủ nha, ở dưới đuôi cá nha mọi người, ở dưới đuôi cá nha, ở dưới là đuôi cá nè mọi người nha, bạn nào lấy thì comment đầm giùm mình, ở dưới đuôi cá nha mọi người, bạn nào lấy thì comment đầm giùm mình nha mọi người nha. Đây nha, đầm ngủ nha mọi người, đầm ngủ đuôi cá nha, đầm ngủ đuôi cá đồng giá 29k nha mọi người, bạn nào lấy thì comment đuôi cá giùm mình, bạn nào lấy thì comment đuôi cá giùm mình nha mọi người nha, bạn nào lấy thì comment đuôi cá giùm mình mọi người ơi. Rồi để chị lấy bộ đồ, để chị lấy ra đồ bộ cho em xem nha. Bây giờ một chút xíu nha, chị lấy đồ bộ cho bạn Nguyễn Huyền xem nha mọi người. Đỡ cho bài nha mọi người, đỡ cho bài nha. Thôi lộn rồi, áo nha mọi người, áo nha, lỡ rồi lỡ chị bóc cái này ra rồi lỡ cho chị like luôn đi nghe mẹ lý miêu này. Đây nha, áo nha mọi người, áo hai dây tay lỡ nha mọi người, áo hai dây tay lỡ nha. Đây nha, áo hai dây tay nó dày gọi tay lỡ hai cái gì chị cũng biết luôn nha mọi người ơi. Đây nha, ở dưới có bo nha mọi người, áo hai dây tay lỡ nha, mặc như vậy nha mọi người, mặc như vậy nha, tay nó dày nha mọi người. Đây nha, tay nó dày nha, tay lỡ nha mọi người, tay lỡ khúc trên nha, bạn nào lấy thì comment hoa giùm mình nha, bạn nào lấy cái áo này comment số 2 hoa nha mọi người, bạn nào lấy thì comment số 2 hoa giùm mình. Đây là cái đóng bộ của chị Long Phi. Nha mọi người, vải KT nha, xếp mũ vải KT nha mọi người, xếp mũ vải KT nha, bạn nào lấy thì comment giùm mình số 3k nha mọi người, 63 nha, bạn nào lấy thì comment số 3 giùm mình nha mọi người nha. Đây nha, vải KT 2 dây nha mọi người, vải KT 2 dây cực kỳ dễ thương luôn nha mọi người nha, vải KT 2 dây nha, xếp mũ vải KT 2 dây nha mọi người, xếp mũ vải KT 2 dây nha, mặt cực kỳ dễ thương luôn nha mọi người, mặt cực kỳ dễ thương nha. Đây nha, bạn nào lấy comment số 3 giùm mình nha mọi người, bạn nào lấy comment số 3 nha, xếp mũ KT nha mọi người, xếp mũ KT nha, bạn nào lấy thì comment số 3 giùm mình, bạn nào lấy comment số 3 nha mọi người nha, bạn nào lấy comment số 3 giùm mình. Màu này số 4 nha mọi người, xếp mũ KT nha mọi người, màu này số 4 nha. Màu này số 4 nha mọi người ơi, màu này số 4 nha. Màu này số 4. Lý Mỹ Huyền ơi, xếp giống chị mặc nè em Lý Mỹ Huyền. Đây nha em, đây nha. Xếp giống mình mặc nè nha mọi người ơi, xếp giống mình mặc nha. Đây nha, có hai dây hai nơ ở ngoài trước nha, bạn muốn cột trước thì cột sao cột nha mọi người nha, muốn cột ở đâu cột nha. Đây nha, xếp ngủ nha, đây nha mọi người, xếp ngủ giống mình đang mặc nha mọi người, xếp ngủ giống mình đang mặc nha, bạn nào lấy comment số 4 giùm mình, bạn nào lấy comment số 4 giùm mình nha mọi người, bạn nào lấy comment số 4 nha, bạn nào lấy comment số 4 giùm mình nha mọi người ơi. Lý Mỹ Huyền ơi, em còn đó không em Lý Mỹ Huyền. Đây nha, xếp ngủ giống chị đang mặc nha em, xếp ngủ giống chị đang mặc nha, bạn nào lấy comment số 4 nha mọi người, bạn nào lấy thì comment số 4 nha, bạn nào lấy comment số 4 cho mình nha mọi người ơi, bạn nào lấy comment số 4 cho mình. Cái này tại mình còn ít cho mọi người, mỗi cái có mỗi cái nó còn có một vài ba cái thôi nha mọi người, có vài ba set thôi.
Zoom nha mọi người, zoom nha. Zoom nha mọi người, zoom 2 giây nha mọi người, zoom 2 giây nha. Bạn nào lấy thì comment zoom. Mình ở Vĩnh Long mình sẽ có toàn quốc nha Nguyễn Bảy. Mình ở Vĩnh Long mình sẽ có toàn quốc nha bạn. Mình có ship có toàn quốc, có Shopee nha mọi người, có Shopee nha. Mình có ship có toàn quốc, có Shopee nha mọi người. Bạn nào mua Shopee đơn 200 được đi ship nha. Shopee đơn 200 được đi ship nha mọi người. Số 4 Nguyễn Bảy ok em nè. Ok chị. Nguyễn Bảy cho em xin số điện thoại đi chị. Dạ màu đỏ hôm qua bạn kia lấy hết rồi chị ơi. Màu đỏ có bạn kia lấy hết hồi nãy. Em còn hình như là hai màu nữa. Một hồi để em cho chị xem nha. Giờ nó nằm lộn xộn em không biết nằm ở đâu nha chị. Nguyễn Bảy cho em xin số điện thoại nha chị. Nguyễn Bảy cho em xin số điện thoại nha. Nguyễn Bảy cho em xin số điện thoại nha chị nha. Có Shopee nha mọi người, có Shopee nha. À, đơn 200 là receipt nha mọi người. Đơn 200 có Shopee receipt nha. Dạ ship bưu điện, ship bưu điện tầm 30k nha chị. Ship ship bưu điện tầm 30k thôi nha chị Nguyễn Bảy, tầm 30k trở lại nha. Đây nha mọi người, zoom nha mọi người, zoom nha. Bạn nào lấy thì comment zoom giùm mình nha. Ở đây nó có bo lớn nha mọi người, bo thun lớn nha. Mặt dễ thương lắm nha mọi người, bo thun lớn nha. Bo ngay eo nha, bo thun lớn luôn nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment zoom hồng giùm mình nha. Bạn nào lấy cái này comment zoom hồng nha mọi người, zoom hồng nha. Zoom hồng 2 giây nha mọi người. Zoom hồng 2 giây nha. Bạn nào lấy thì comment zoom hồng giùm mình nha. Đây nha. 2 giây nha mọi người, zoom hồng 2 giây nha. Bạn nào lấy thì comment zoom hồng giùm mình. Ok, em thấy số điện thoại của chị Nguyễn Bảy rồi nha. 0937 0937017462. Rồi ok chị nha, em thấy số điện thoại của chị Nguyễn Bảy rồi nha. Chị Nguyễn Bảy chọn thêm nha, đủ 3 cái em mới ship, đủ 3 cái em mới ship nha chị. Đây nha. Zoom nha mọi người, zoom nha. Bạn nào lấy thì comment zoom hồng giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy comment zoom hồng giùm mình. Bóng nha mọi người, phép xếp ngủ phi bóng mặt cực kỳ sang luôn nha mọi người, xếp ngủ phi bóng nha. Đây nha, màu xanh ngọc nha mọi người, màu xanh ngọc nha, hình như là còn có hai bộ thôi nha mọi người nha. Màu xanh dương và màu xanh ngọc nha mọi người, bạn nào lấy comment lại cho mình số 0 nha. Đây nha mọi người, xếp ngủ nha mọi người. Đây nha. Xếp ngủ phi bóng nha mọi người, xếp ngủ phi bóng nha, bạn nào lấy thì comment giùm cho mình số 0 nha. Bạn nào lấy comment số 0 cho mình nha mọi người. Bạn nào lấy cái set ngủ này comment số 0 mặc cực kỳ sang nha mọi người. Mặc cực kỳ sang nha. Cái set ngủ này mặc cực kỳ sang luôn. Bạn nào lấy thì comment giùm mình số 0 nha. Bạn nào lấy comment số 0 nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment số 0 nha. Set ngủ phi bóng màu xanh ngọc nha mọi người. Set ngủ phi bóng màu xanh ngọc nha. Bạn nào lấy comment số 0 giùm cho mình nha mọi người. Bạn nào lấy comment số 0 nha. Set ngủ phi bóng màu xanh ngọc nha mọi người. Set ngủ phi bóng màu xanh ngọc. Rồi ok chị Nguyễn Bảy nè. Chị Nguyễn Bảy nha mọi người, Nguyễn Bảy lấy nha mọi người. Có Shopee nghe chị, Kim Cúc Lê, Kim Cúc ơi chị nghe, chị Nguyễn Bảy lấy rồi, có Shopee nghe chị Nguyễn Bảy ơi, Shopee 200, đơn 200 là được receipt nha chị. Dạ có Shopee nha chị, em có Shopee nha. Có Shopee nha mọi người ơi, có Shopee đơn 200 là được receipt nha mọi người, được receipt nha. Zoom nha mọi người, zoom nha, zoom hoa tay lỡ nha mọi người. Zoom hoa tay lỡ nha, zoom hoa tay lỡ. Bạn nào lấy thì comment zoom giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment zoom hoa giùm mình nha. Đây nghe mọi người, zoom tay lỡ nha, zoom hoa tay lỡ nha mọi người. Zoom hoa tay lỡ nha, bạn nào lấy thì comment zoom hoa giùm mình nha. Đây nha. Zoom hoa nha mọi người, zoom này có nhiều màu nha mọi người. Zoom này có nhiều màu nha. Bạn nào lấy thì comment zoom hoa giùm mình nha mọi người, zoom hoa nha. Bạn nào mặc ở nhà thì mua những cái zoom này mặc cực kỳ mát luôn nha mọi người, mặc mát lắm nha mọi người nha. Nha mọi người, áo trễ vai nha. Dạ chị Nguyễn Bảy ơi, cái này là em đồng giá rồi chị, tại nếu mà chị mua Shopee đơn 200 giùm Nguyễn Đô ok em nha,
Cũng ngon nha. Dạ chị ơi, chị mua Shopee đi, đơn 200 là chị được free ship rồi chị. Đơn 200 là chị được free ship rồi. Áo nha mọi người, áo trễ vai vậy nha mọi người, áo trễ vai tay lỡ nha mọi người, áo trễ vai tay lỡ nha. Rồi ok Bích Chăm, chào chị tí xíu nha em, chào chị tí xíu nha. Áo dúng trời, áo dúng trễ vai tay lỡ nha mọi người. Áo dúng trễ vai như vậy nha, trễ vai như vậy tay lỡ nha mọi người, tay lỡ vậy nha mọi người nha. Đây nha, bạn nào lấy thì comment giùm cho mình số 1 nha. Bạn nào lấy cái áo này comment ta số 1 nha mọi người, bạn nào lấy cái áo này comment số 1 nha. Bạn nào lấy cái áo này comment số 1 nha mọi người ơi. Ok Bích Tâm nha. Đồ bộ giống mình đang mặc nha mọi người, đồ bộ giống mình đang mặc nha. Đây nha mọi người, đây nha, đồ bộ giống mình đang mặc nha. Cho em coi dùm ok Nguyễn Dũng, chờ chuyện chút xíu nha em. Đồ bộ giống mình đang mặc nha mọi người. Đồ bộ giống mình đang mặc nha, có hai dây muốn cột trước thì cột nha, cột trước giống mình bên hông về hoặc là cột sau lưng cũng được nha mọi người nha. Đây nha. Hai dây nha mọi người, có hai dây cột nha, đồ bộ giống mình đang mặc nha mọi người. Bạn nào lấy comment số 2 giùm mình nha. Bạn nào lấy comment số 2 nha mọi người nha. Bạn nào lấy cái đồ bộ này giống mình đang mặc comment số 2 nha mọi người. Comment số 2 nha. Bạn nào lấy cái set bộ này comment số 2 giùm mình nha mọi người. Comment số 2 nha mọi người. Màu này mặc sáng da lắm nha mọi người. Màu này mặc sáng da lắm nha. Bạn nào lấy comment số 2 giùm cho mình nha. Chị ở Vĩnh Long nha Bích Trâm. Chị có ship tốt toàn quốc nha em. Ship COD còn quốc á. COD còn quốc vô điện. Hay là ship Shopee nha. Hay là có Shopee nha mọi người. Mình có Shopee nha. Có Shopee đơn 200 mới được free ship nha mọi người. Đơn 200 mới được free ship nha. Đơn 200 được free ship nha mọi người ơi. Có Shopee nha, dùm nha Hoa nha mọi người, dùm Hoa nha. Nguyễn Dũng ơi, em lấy số 1 là cái này đúng không? Có bộ đồ này số 1 đúng không Nguyễn Dũng? Đúng thì ok, chị quên mất tiêu rồi Nguyễn Dũng ơi. Đây nha mọi người, dùm Hoa trễ vai nha mọi người, dùm Hoa trễ vai vậy nha. Bạn nào lấy thì comment giùm mình dùm nha. Đây nha, dùm Hoa trễ vai nha mọi người. Bạn nào lấy comment dùm dùm mình nha mọi người. Đồng giá 29k nha mọi người, đồng giá 29k nha. Đây nha, dùm Hoa nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment dùm dùm mình. Bạn nào lấy comment dùm nha mọi người. Bạn nào lấy comment dùm nha. Nguyễn Dũng ơi, em lấy cái bộ đồ bộ này đúng không? Bộ đồ này nãy chị nói số 1 đúng không Nguyễn Dũng? Đúng thì comment dùm chị là ok nha. Đây nha mọi người, dùm Hoa nha mọi người, dùm Hoa trễ vai nha. Dùm dài không chó, không có nha Ngân Huỳnh. Dùm dài ngày hôm qua chị bán hết rồi nha. Hôm qua chị like hết rồi nha mọi người. Đây nha, cái áo. Rồi ok Nguyễn Dũng nha, cái áo này đúng không em? Ok dùm chị nè. Cái áo này thì đúng thì ok dùm chị, cho chị xin số điện thoại nha. Nguyễn Dũng, cho chị xin số điện thoại nha em. Cái áo của Nguyễn Dũng nha mọi người, cho chị xin số điện thoại nha. Dùm Hoa nha mọi người, bạn bạn nào lấy cái dùm Hoa này comment dùm cho mình dùm nha mọi người. Bạn nào lấy cái dùm Hoa này comment dùm dùm mình nha. Bạn nào lấy cái dùm này thì comment dùm dùm mình nha mọi người ơi. Bạn nào lấy thì comment dùm dùm mình. Đó hết rồi. Nguyễn Dũng ơi, cái áo đó em có lấy áo đó thì em comment số điện thoại dùm chị nha Nguyễn Dũng. Comment số điện thoại dùm chị nha em. Lấy áo đó thì comment số điện thoại dùm chị nào Nguyễn Dũng ơi, em đâu mất tiêu rồi. Áo cho mọi người. Su lì ơi, chị ở Vĩnh Long nha em, chị có ship code toàn quốc nha. Rồi ok Nguyễn Dũng, chị có ship code toàn quốc, có Shopee nha mọi người, có Shopee nha. Dùm từ 55kg đổ xuống mặt vừa nha Tam Ngọc, 01222 01222 486683. Rồi ok Nguyễn Dũng, Nguyễn Dũng chọn cho đủ đơn dùm chị nha em. Có áo thắt nơ sau lưng nha, có áo thắt nơ sau lưng để chị xem nha em. Chị nhớ là có áo thắt lưng, thắt nơ sau lưng, nhưng mà hôm qua là không biết chị like còn hay không nha, tại vì còn cột đống này chị không, lộn xộn chị không biết nha, chị quên rồi.
Nguyễn Dũng nha. Những bạn nào nãy giờ có đơn lưu ý giùm mình là đơn 100k mình mới ship nha mọi người. Ba cái mình mới ship nha, ba cái mình mới ship nên thôi mất công mọi người tốn tiền ship lắm. Cho em bộ dung luôn, ok em nè. Ok Nguyễn Dũng nha, chọn đủ đơn giùm mình ship cho mọi người nha. Có Shopee nha mọi người, Shopee đơn 200 là được ghi ship nha mọi người, Shopee đơn 200 là được ghi ship. Ok Nguyễn Dũng nha. Áo 2 dây nha mọi người. Chị ở Long Hồ nha em. Em Nguyễn Đô ở Vĩnh Long chỗ nào vậy? Của em cũng ở Vĩnh Long đúng không? Em ở Vĩnh Long chỗ nào? Nếu mà được thì chiều chị đem chị ship luôn cho. Em ở Vĩnh Long chỗ nào Nguyễn Đô? Nếu mà em gần thì chị ship, chị re-ship cho. Chị re-ship cho em nha. Bạn nào ở Vĩnh Long nha mọi người. Đây nha, áo 2 dây nha mọi người. Áo 2 dây nha. Áo 2 dây tay ở dưới giày nha mọi người, tay bẻ vậy nha. Đây nha mọi người, Nguyễn Đô em ở Vĩnh Long chỗ nào Nguyễn Đô? Đây nha mọi người nha. Áo nha, áo này có nhiều màu nha mọi người. Áo này có nhiều màu nha, bạn nào lấy thì comment áo giùm mình nha. Bạn nào lấy thì comment áo cho mọi người nha, bạn nào lấy comment áo nha. Tạ Mimi ơi, em xem cái gì vậy Tạ Mimi? Rồi, áo thắt nơ đúng không? Chờ chị chút xíu. Chị like tới từ từ nha, chị không biết nó nằm ở đâu nha. Từ từ chờ mình chút xíu nha mọi người, chờ mình chút xíu nha. Mình không biết like từ từ tới, không biết nó nằm ở chỗ nào nha mọi người, chờ mình chút xíu. Có Shopee nha. Còn cái gì em? Đầm maxi 2 dây nha mọi người, đầm maxi 2 dây nha. Cái đầm này mặc cực kỳ dễ thương nha mọi người, đầm maxi 2 dây mặc cực kỳ dễ thương luôn nha mọi người nha. Đơn hàng 100k ship nha em, có nghĩa là 3 món 100 chị sẽ ship. Chưa nha Nguyễn Dũng, em mới có 2 cái à, 1 cái nữa mới đủ đơn nha em. 3 cái 100 nha mọi người, nếu bạn nào mua có 3 cái là 100 nha mọi người. Còn nếu mà mua trên 4 cái là 29k nha. Bạn nào mua 3 cái là 100, còn nếu mà mua 4 cái là 29k nha mọi người, nên mọi người mua đủ là 24 cái đi là 29k. Rồi Nguyễn Đô. Đây nha, đầm maxi 2 dây nha mọi người, đầm maxi 2 dây nha. Đầm maxi 2 dây mặc cực kỳ dễ thương nha mọi người, vải đẹp lắm nha mọi người, vải đẹp lắm nha. Vải von đẹp lắm nha mọi người đây nha. Còn có một cái duy nhất nha mọi người, bạn nào lấy cái maxi này comment maxi giùm mình. Đây nha mọi người, maxi nha. Ở trong có hai lớp nha mọi người. Ở trong nó có một lớp nữa nha mọi người nha. Ở trong có một lớp nữa nha. Maxi ở trong một lớp, có một lớp nữa nha mọi người. Ở trong có một lớp nữa nha. Bạn nào lấy maxi thì comment maxi giùm mình. Nguyễn Dũng ơi, em mới có hai cái thôi nha em. Em mới hai cái thôi. Bạn nào lấy thì comment maxi giùm mình nha mọi người. Đây nha. Bộ giống chị rồi, ok em nè. Rồi Nguyễn Dũng ơi, em được 3 bộ 100 em chốt chưa? 3 bộ 100 em chốt chưa? Hay là em chọn 4 bộ lận 24k ở 29k? Nếu mà em chọn 4 cái là 29k, còn 3 bộ 100 nha. 100 là đủ đơn để ship nha mọi người, 100 là đủ đơn để ship nha. Áo thun gân nha mọi người, áo thun gân nha. Bạn nào lấy thì comment giùm mình mã số 1 nha. Áo thun gân nha mọi người, áo thun gân tay lỡ tới đây nha mọi người. Bạn nào lấy màu đỏ đô nha, bạn nào lấy thì comment giùm cho mình mã số 1. Áo thun gân nha mọi người, thun gân nha. Đây nha. Vải thun gân nha mọi người, vải thun gân nha. Bạn nào lấy thì comment giùm mình số 1 màu đỏ đô nha mọi người. Còn một cái duy nhất áo thun gân kiểu này nha mọi người. Đây nha, áo thun gân nha, áo thun gân màu đỏ đô nha. Bạn nào lấy thì comment giùm mình mã số 1. Rồi Tạ Mimi ơi, chờ chị chút xíu nha em. Tạ Mimi, tại vì bây giờ chị bóc cái nào đây là like cái đó, tại vì bây giờ nó nằm lộn xộn tùm lum hết em nha. Áo thun gân như mình ngâm nha mọi người, mã số 1 nha. Bạn nào lấy thì comment mã số 1 thì mình. Đây nha mọi người, đây nha. Đồ bộ ngủ vải KT nha mọi người, đồ bộ ngủ vải KT nha. Đồ bộ ngủ vải KT nha mọi người ơi. Bạn nào lấy thì comment cho mình mã số 2 nha.
Bạn nào lấy comment mã số 2 nha mọi người. Bạn nào lấy comment mã số 2 nha. Vải KT nha mọi người. Vải KT nha. Vải KT nha mọi người. Bạn nào lấy comment mã số 2 giùm mình. Bạn nào lấy comment mã số 2 nha. Bạn nào lấy cái bộ vải KT này comment mã số 2 cho mình nha. Tại Mimi em chờ chút cho Mimi. Tại vì mọi người cũng xem nha. Chị bóc chị cái nào chị like cái đó nha em. Bộ này KT thì 60 kg không vừa nha em. Sao mà nặng từ 55 kg đổ xuống nha mọi người. Bộ này từ 55 kg sợ đổ xuống mặt vừa nha. Vải KT nha mọi người, vải KT nha. Bạn nào lấy thì comment cho mình làm mã số 2 nha. Bạn nào lấy comment mã số 2 cho mình nha mọi người. Bạn nào lấy comment mã số 2 cho mình. Rồi ok Kim Cúc Lê chị. Ok chị Kim Cúc Lê nha. Chị Kim Cúc Lê cho em xin số điện thoại nha chị nha. Chị Kim Cúc ơi, chị cho em xin số điện thoại nha chị. Chị cho em xin số điện thoại nè chị Kim Cúc ơi. Chị Kim Cúc cho em xin số điện thoại nha. Chị Nguyễn Bảy còn đó thì chọn đơn giúp em nghe chị mới hai bộ nha chị nha. Chị Kim Cúc cho em xin số điện thoại nha chị nha. Xếp gấu nha mọi người, xếp gấu vải phi bóng nha mọi người. Xếp gấu vải phi bóng. Xếp gấu vải phi bóng mình có 4 màu nha mọi người. Màu đồng, màu đỏ, màu xanh nha mọi người. Đây nha, xếp gấu vải phi bóng nha mọi người. Ở đằng trước có ren nha. Ngoài trước có ren nha mọi người, ngoài trước có ren nha. Bạn nào lấy comment số 3 cho mình. Số 3 kèm màu nha mọi người. Màu đen, màu vàng, đồng, màu xanh nha mọi người. Màu đỏ đô nha. Màu đen, màu vàng, đồng, màu xanh nha mọi người. Màu đen, màu vàng, đồng và màu đỏ đô. Màu đen, màu vàng, đồng và đỏ đô nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment giùm mình mã số 3. 01628 01628 01628 425139. Rồi ok chị Kim Cúc nha, chị chọn đơn giùm em đủ đơn cho em tiếp nha chị. 3 cái 100 nha chị, 3 cái 100, 4 cái 29k nha mọi người. Mọi người lưu ý giùm mình nha. Xếp gấu nha mọi người, xếp gấu nha, xếp gấu giải phi bóng nha mọi người, xếp gấu giải phi bóng. Bạn nào lấy comment số 3 kèm màu giùm mình. Màu vàng, màu đỏ đô, màu đen và màu xanh nha mọi người. Màu vàng, màu đỏ đô và màu đen, màu xanh. Màu đen nha mọi người. Xếp gấu màu đen, màu xanh, màu đỏ đô và màu vàng đồng nha mọi người. Đây nha, màu vàng đồng này mặc lên sáng da lắm nha mọi người. Màu vàng đồng mặc lên sáng da lắm nha. Đây nha, bạn nào lấy thì comment số 3 kèm màu giùm mình. Hàng em bán là có tem mà đàng hoàng nha mọi người. Đây nha, có tem đàng hoàng chứ không phải là hàng cũ, hàng gì đâu nha mọi người. Hàng new 100% nha. Hàng mới nha mọi người nha. Bạn nào lấy thì comment số 3 kèm màu giùm mình. Những bạn nào nãy giờ có đơn á, làm ơn á, là mua giùm mình đủ 3 cái nha mọi người. 3 bộ nha, là 100k mình ship cho mọi người. Chứ mà mua có mấy chục ngàn mình ship mất công tốn tiền ship mọi người lắm nha. Nên là mình bán nói chung là mình cái gì tiện lợi cho mọi người thì mình cũng muốn, mình cũng thích, chứ mình không có. Có von dây nha, von dây nhiều nha. Có von dây nghe em, thư Lê. Đầm xuông đuôi cá nha mọi người, đầm xuông đuôi cá 2 dây dễ von nha mọi người. Số 3 Kim Cúc Lê màu. Chị Kim Cúc Lê ơi, chị chọn màu nào chị? Màu vàng đồng, màu xanh, màu đen và màu đỏ đô chị ơi. Chị lấy màu nào thì comment màu giùm em nha. Màu xanh. Đúng rồi nha Thư Lê, đồng giá 29k nha. Đồng giá 29k nha em. Đồng giá 29k nha mọi người, đồng giá 29k 3 bộ 100 mà bạn nào mua trên bạn mua 4 bộ trở lên thì 29k nha. Còn mà 3 bộ là 100 nha mọi người. Tại vì 3 bộ 100 mới đủ đơn ship nha. Đây nha mọi người ơi, đây nha. Đây nha, đầm đuôi cá nha mọi người, đầm ngủ đuôi cá nha. Đồ ngủ, con này là đầm ngủ nè, đồ ngủ là giống chị nè, giống chị đang mặc nha Thư Lê. Giống chị đang mặc nha. Đây nha mọi người, đây nha. Đầm ngủ nha mọi người, đầm ngủ 2 dây đuôi cá nha mọi người. Đầm ngủ 2 dây đuôi cá, bạn nào lấy thì comment giùm mình mã số 4 nha. Bạn nào lấy comment mã số 4 nha mọi người, có 2 lớp nha mọi người, ở trong một lớp nha. Chứ không phải nó một lớp vậy đâu nha.
Bạn nào lấy cái đầm ngủ này comment mã số 4 cho mình nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment mã số 4 cho mình nha. Bạn nào lấy comment mã số 4 cho mình. Maxi nha mọi người ơi, Maxi nha, Maxi cổ yếm nha mọi người. Maxi cổ yếm có cột dây trước nha mọi người ơi. Đây nha, Maxi cổ yếm nha, Maxi cổ yếm có cột dây trước. Bạn nào lấy thì comment Maxi giùm mình nha mọi người. Đồng giá 29k nha mọi người, đồng giá 29k nha. Đây nha Maxi. Maxi cổ yếm nha mọi người, bạn nào lấy thì comment. Y mình nhầm. Zoom nha mọi người, zoom cổ yếm nha. Zoom cổ yếm nha mọi người, bạn nào lấy thì comment zoom giùm mình. Đây nha mọi người, co giãn nha mọi người, co giãn tốt lắm nha, mặt thoải mái chứ không có bức bối đâu nha mọi người nha. Dùm cổ yếm. Dùm cổ yếm cột dây nha mọi người, dùm cổ yếm cột dây nha, bạn nào lấy thì comment giùm mình dùm nha mọi người. Bạn nào lấy comment dùm giùm mình. Bạn nào lấy cái dùm này comment dùm nha mọi người ơi. Mọi người đang xem chia sẻ bài viết giùm mình nha mọi người. Mọi người đang xem chia sẻ bài viết giùm mình nha. Ơi, chị ở Vĩnh Long nha Kim Ngân, chị ship COD toàn quốc nha, COD toàn quốc nha. Chị có Shopee nha mọi người. Mình có Shopee nha, Shopee đơn 200 là được ship nha. Shopee đơn 200 là được ship nha mọi người. Đây nha mọi người, đây nha. Set ngủ nha mọi người, set ngủ nha. Bạn nào lấy còn một bộ duy nhất nha, còn một set này duy nhất nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment giùm cho mình là Caro nha. Đây nha mọi người, cái dây nó có co giãn nha mọi người, có thâu lên thâu xuống được nha. Đây nha, như dây áo ngực mình nha mọi người, như dây áo ngực mình nha. Bạn nào lấy cái set này thì comment caro giùm mình, còn một set duy nhất nha mọi người. Về một chục set còn một set nha. Về một chục set là còn có một set nha. Cái set ngủ này mặc cực kỳ dễ thương nha mọi người. Mặc dễ thương lắm nha. Bạn nào lấy thì comment caro giùm mình nha. Vải mát lắm nha mọi người. Vải này vải mát lắm nha. Mặc cực kỳ dễ chịu luôn. Ngủ là mặc cực kỳ dễ chịu luôn nha mọi người. Đây nha. Bạn nào lấy comment caro giùm mình nha mọi người, còn một set duy nhất nha. Bạn nào lấy cái set ngủ này comment caro nha mọi người. Cái dây nó có thể là thâu lên thâu xuống được nha mọi người. Cái dây nó thâu lên thâu xuống mặc dễ mặc lắm nha mọi người nha. Bạn nào lấy là thì comment giùm mình caro nha. Còn một set caro thôi nha mọi người. Còn một set caro thôi nha. Mọi người xếp gấu nha, bạn nào lấy caro kim cúc lê ok chị. Rồi chị đủ 3 cái rồi đó nghe, kim cúc lê nếu mà chị chọn thêm thì 29k, còn nếu mà ba bộ thì là 100k nha chị. Chị chọn thêm thì 29k nha. Ủa thì mà ừ đúng rồi, chị chọn thêm thì 29k nha. Đây nha mọi người, đây nha, xếp ngủ gấu nha mọi người, xếp ngủ gấu nha. Bạn nào lấy comment cho mình mã số 5. Bạn nào lấy set ngủ này comment số 5 giùm mình. Đây nha mọi người, đây nha. Set ngủ gấu nha mọi người, mặc cực kỳ dễ thương luôn, phi bóng dễ thương lắm nha mọi người nha. Bạn nào lấy thì comment số 5 giùm mình. Đây nha mọi người. Bạn nào lấy comment số 5 nha. Set bộ nha mọi người, set bộ ngủ gấu nha. Bạn nào lấy comment số 5 giùm mình nha. Zoom nha mọi người, zoom nha. Zoom nha mọi người. Có nha Ngân Robita, có đồ ngủ giống chị như em. Có đồ ngủ giống chị nha. Zoom nha mọi người, zoom nha. Zoom nha mọi người, bạn nào lấy cái zoom này comment giùm cho mình mã số 6 nha. Đây nha mọi người, bạn nào lấy comment mã số 6 giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy comment mã số 6 nha, zoom nha. Đây nha. Zoom nha mọi người, zoom này mặc cực kỳ dễ thương luôn nha mọi người, zoom mặc dễ thương lắm nha.
Bạn nào lấy cái zoom này thì comment zoom giùm mình. Zoom nha mọi người, zoom nha. Bạn nào lấy thì comment zoom. Chào chị Trúc em. Áo nha mọi người, áo vải cát hàng nha mọi người, áo vải cát hàng nha. Đây nha, áo vải cát hàng tay lỡ nha mọi người, tay lỡ nhúng nha mọi người. Áo vải cát hàng tay lỡ nhúng nha. Bạn nào lấy comment giùm cho mình mã số 7 nha. Bạn nào lấy cái này comment mã số 7 cho mình nha mọi người nha. Áo vải cát hàng nha mọi người, vải cát hàng bao mịn bao đẹp luôn nha. Bạn nào lấy comment mã số 7 cho mình nha mọi người. Bạn nào lấy comment mã số 7 nha, vải cát hàng nha mọi người, đẹp lắm nha. Vải cát hàng là mềm mịn lắm nha mọi người. Chào Ly Dương nha, Ly Dương em nhận được hàng chưa em? Ly Dương em nhận được hàng chưa? Áo nha mọi người, áo nha, áo thun cô tông nha mọi người, áo thun cô tông có bo nha mọi người, áo thun có bo cổ bo tay nha mọi người, bo cổ bo tay vải dày dặn nha mọi người nha, vải dày dặn lắm nha, bo cổ bo tay nha. Hình như là chị Tiến không ra rồi à, em ơi, chị Tiến không ra rồi, tạm đi Ly ơi. Chị không biết nó nằm ở đâu nữa. Có áo nhúng không mà em ơi? Có áo nhúng không à? Hình như là áo đó ngày hôm qua hình như chị Lai hình như là lấy hết rồi đó. Đây nha mọi người, áo nha mọi người, áo nha. Áo thun cô tông nha mọi người, áo thun cô tông bo cổ bo tay nha mọi người. Bo cổ bo tay vải dày dặn nha mọi người nha. Vải dày dặn nha. Tạ Mi Mi ơi, để đợt sau này, cái đợt hàng sau này chị về á, chị nhập về rồi chị tan tên em vô nha. Nha Tạ Mi Mi, chị like chị tan tên em vô nha. Tạ Mi Mi kết bạn với chị đi. Chờ chị chút xíu nha em. Đây nha. Đây nha mọi người, đây nha. Bạn nào lấy cáo này comment vàng giùm mình nha. Bạn này là bạn nào lấy cáo này thì comment vàng. Từ để chị kiếm nha, chị không biết là còn hay không nữa nha, tại hôm qua chị like hết rồi. Mặt trời khuya đúng rồi em, mặt trời khuya 29k nha, mặt trời khuya. Sếp ngủ giống mình đang mặc nha mọi người, sếp ngủ giống mình đang mặc nha. Bạn nào lấy comment giùm mình lại mã số 1 nè. Sếp ngủ giống mình đang mặc nha mọi người. Sếp ngủ giống mình đang mặc nha. Bạn nào lấy comment lại mình mã số 1 nha mọi người. Đây nha, ngoan Nobita. Đây nha. Tại cái sếp ngủ này còn có 1-2 sếp thôi nha mọi người. Hết rồi nha. Ngày hôm qua mình like là mấy bạn kia lửa hết rồi nha. Đây nha. Sếp này hình như còn 1-2 ca. Chờ em chút nha chị Kim Cúc, còn cũng còn nhiều đó chị, cũng còn. Đây nha mọi người, đây nha. Bạn Ngân Nomita nè, cái sếp ngủ giống chị đang mặc nè. Bạn nào lấy comment mã số 1 nè. Ngân Nomita, ok em cho chị xin số điện thoại nè. Ngân Nomita em chọn cho đủ đơn là 3 cái 100 chị gửi nha. Còn 4 cái là 29k nha mọi người. 4 cái là 29k, 3 cái là 100 nha mọi người nha. Ngân Nomita cho chị xin số điện thoại. Ngân Nomita, Ngân Nomita tan chút kết bạn với chị nghe em. Anh chị inbox cho chị cái địa chỉ nha. Có Shopee, bạn nào mua đơn 200 là được đi ship nha mọi người. Có Shopee nha. Ngân Nomita cho chị xin số điện thoại, chị chốt đơn nha. Không, 1 6 6 6 7 1 7 7 3 3. Chọn giùm chị cho đủ đơn nha Ngân Nomita. Chị Kim Cúc Lê ơi, Kim Cúc Lê chị mặc áo không chị? Áo thun gân nha mọi người. Áo thun gân nha, áo thun gân nha mọi người. Có nhành mai nha, có thêm nhành mai trước ngực nha mọi người. Áo thun gân nha, chỉnh vai nha, phép lỗ tai nha mọi người, phép lỗ vai nha. Bạn nào lấy comment cho mình mã số 2 nha. Áo thun gân nha mọi người, thun gân nha. Vải thun gân nha mọi người, vải thun gân nha. Bạn nào lấy comment cho mình mã số 2.
bốn bộ nhiêu chị? Thì chị nói rồi đó, bốn bộ là 29 ngàn một bộ. Bốn bộ là 29 ngàn một bộ mà ba bộ là 100 nha. Ba bộ 100 nha mọi người, mọi người lưu ý cho mình nha. Nhưng mà bạn nào chọn thì đủ ba bộ thì mình mới ship nha. Còn nếu mà dưới ba bộ, hai bộ là mình không có ship đâu nha mọi người, tại vì không đủ đơn đó. Đây nha mọi người, đây nha. Áo thun gân nha mọi người, áo thun gân bạn nào lấy comment mã số 5 cho mình. Bạn nào lấy áo thun gân thì comment mã số 5 cho mọi người. Áo này nó có nhiều màu nha mọi người nha. Áo thun gân mà kiểu khác nha mọi người. Áo thun gân nhưng mà kiểu khác nha. Đây nha mọi người. Đây nha. Áo thun gân nha, có đính hạt châu nha mọi người, có đính hạt châu nha. Bạn nào không lấy những cái áo này là tiếc lắm nha mọi người. Đây nha, những cái áo này là đẹp lắm nha. Cái lô này nó chỉ có còn những sót là những áo này nha. Áo thun gân nha mọi người, áo thun gân nha. Bạn nào lấy comment giùm cho mình mã số 5 nha. Bạn nào lấy áo thun gân thì comment mã số 5 cho mình nha mọi người. Đây nha, tay có kiểu nha mọi người, tay kiểu nha. Bạn nào lấy thì comment mã số 5 giùm mình. Bạn nào lấy thì comment mã số 5 nha mọi người. Bạn nào lấy comment mã số 5 nha. Đồ bộ còn nha em. Đồ bộ còn nha. Cái này là zoom nha em, zoom nha. Zoom nha mọi người, zoom nha. Số 5 Thi Nguyễn. Số 5 Thi Nguyễn. Thi Nguyễn cho em xin số điện thoại chị ơi. Thi Nguyễn cho em xin số điện thoại nha chị. Mọi người lưu ý chọn 3 cái 100 mình mới đủ đơn ship. Còn 4 cái 29k mọi người, 4 cái 29k 3 cái 100 nha mọi người. Chị ở Vĩnh Long, chị ship có toàn quốc nha Thi Nguyễn. Ship COD á, COD toàn quốc nha. Còn Shopee là đơn 200 là re-ship nha. Mình có Shopee nha mọi người, đơn 200 được re-ship nha. Zoom nha mọi người, zoom hoa nha. Thi Nguyễn ok em nè. Zoom hoa này còn nhiều lắm nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment zoom giùm mình rồi mình lấy zoom cho nha. Ok Thi Nguyễn nha. Thi Nguyễn ơi, Thi Nguyễn cho chị xin số điện thoại đi em. Thi Nguyễn cho chị xin số điện thoại nha. Đây nha, còn mã số 5 hồi nãy nha mọi người. Mã số 5 hồi nãy nha, các bạn Thi Nguyễn lấy nè. Áo nha mọi người, áo ai? Đây nha mọi người. Áo tay dài Adidas nha. Cho em xem bộ dung khác đi chị. Rồi ok em chính xác nha. Áo nha mọi người, áo Adidas nha. Áo thun Adidas nha mọi người, áo thun Adidas nha. Bạn nào lấy thì comment Adidas thì mình. Còn một cái gì nhất, còn một cái nào đó đô với Adidas duy nhất. Bạn nào lấy thì comment Adidas thì mình nha mọi người. Bạn nào lấy comment Adidas nha. Bạn nào lấy comment Adidas thì mình nha mọi người. Chờ mình chút nha. Chờ mình chút. Chờ mình một chút nha mọi người ơi. Áo thun gân nha mọi người, vải xanh cô, màu xanh cô ban nha, chữ lớp nha. Bạn nào lấy thì comment chữ lớp dùm cho mình nha. Đây nha mọi người, thun gân bao đẹp mọi người luôn nha. Thun gân nha mọi người, vải thun gân nha, chứ không phải là mình nói thun gân là thun gân nha mọi người nha. Đây nha, chứ nhiều người nói bán thun gân mà đưa về giải cái gớm. Đây nha mọi người nha. Đây nha, áo thun gân nha mọi người, thun gân nha. Bạn nào lấy thì comment dùm mình chữ lớp nha mọi người. Đây nha, bạn nào lấy áo thun gân này comment chữ lớp dùm mình. Đây nha mọi người, cũng thun gân như mọi người mà kiểu khác nha. Bạn nào lấy comment đỏ nha. Hồi nãy bạn nào lấy cái áo này comment xanh nha. Áo này comment đỏ thì mình, thun gân như mọi người. Có màu khác nha em. Đây nha, mình đưa những cái áo thun gân lên nha. Đây nha, thun gân màu đỏ đô như mọi người. Rồi zoom chút xíu nha Ly Dương. Màu đỏ đô như mọi người, màu đỏ đô nha. Áo thun gân như mọi người, để chị qua áo một chút nha. Để mấy cái áo nó còn sót lại nhiều quá nha. Đây nha, thun gân như mọi người, thun gân nha. Màu đỏ đô nè, màu xanh coban nha mọi người, màu đỏ đô, màu xanh coban, màu hồng, màu hồng có thêm hình nhành hoa mai nha, có khoét lỗ nè, màu hồng có thêm hình hoa mai, có khoét lỗ. Thun gân tay dài, thun gân tay dài màu đỏ tươi nha mọi người, thun gân tay dài màu đỏ tươi.
đây nha, không cần tay dài màu đỏ tươi, bạn nào lấy thì comment màu giùm mình. Đây nhành mai thì màu xanh nha mọi người, bạn nào lấy cái nào đó thì comment giùm mình, rồi mình comment giùm mình nha mọi người nha. Có nhiều kiểu lắm, không gân nhiều kiểu nha mọi người, bạn nào lấy cái nào thì comment giùm mình. Có màu trắng nữa nha, có màu trắng nữa nha mọi người, không gân có màu trắng nữa nha. Không gân có màu khác, có màu trắng nữa nha mọi người, có màu trắng nữa nha. Chị xếp tin nên tầm 2 đến 3 ngày là nhận được nha em, tầm 2 đến 3 ngày là nhận được. Mọi người Tây Ninh nha, Tây Ninh Biên Hòa, Tây Ninh Biên Hòa. 40 kg là vừa đẹp nha em, 40 kg tại vì không gân là nó co giãn cực tốt, nên là bạn nào từ 55 kg đổ xuống là mặt vừa hết nha, dùm nha mọi người. Bạn em lấy cái thung gân nào, thung gân nào thì comment thung gân màu đó dùm chị nha, dùm nha mọi người, dùm nha, dùm hình con hạt, dùm hình con hạt nha mọi người, dùm hình con hạt nha, bạn nào lấy thì comment hạt giùm mình đây nha. Dùm nha mọi người, dùm nha, dùm nha. Bạn nào lấy thì comment hạt thì mình cho. Ủa em chắc mai mới có quá. Lý Dương ơi, thì nó báo với chị là chiều đó. Xanh ok em nè. Anh Gucci gì đó, anh Gucci gì đó. Thì em cho chị xin cái số điện thoại nha anh Gucci. Chị mới anh màu xanh này đúng không em? Màu xanh này đúng không? Xanh này hay là xanh chữ lớp? Màu xanh này hay xanh chữ lớp em ơi? Em comment lại giùm chị nên chị chốt đơn nha. Giúp như mọi người, bạn nào lấy thì comment hạt thì mình nha. Bạn nào lấy comment hạt. Bạn nào lấy comment hạt thì mình nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người hao hết rồi. Màu xanh nào anh Lucy ơi, anh Lucy em lấy màu xanh nào? Màu xanh nào thì màu xanh chữ lớp hay là màu xanh nhành mai? Đúng rồi chị, ok em cho chị xin số điện thoại đi em. Anh Lucy, Lucy gì đó. Cho chị xin số điện thoại nha. Anh Lucy cho chị xin số điện thoại nha em gái ơi. Ngân Nobita còn đó không em? Em chọn cho đủ đơn giùm chị nha Ngân Nobita ơi. Ngân Nobita ơi, em chọn cho đủ đơn giùm chị nha em ơi. 3 bộ 3 cái 100 mà 4 bộ là 29k nha mọi người. Mọi người lưu ý giùm mình nha. Xếp ngủ nha mọi người, xếp ngủ gấu nha. Xếp ngủ gấu nha mọi người. Xếp ngủ gấu chấn eo nha mọi người. Xếp ngủ gấu chấn eo nha. Bạn nào lấy thì comment giùm cho mình gấu xanh. Rồi nè, Ngân Nobita xét ngủ này dễ thương lắm nè em. Xét ngủ này dễ thương cực kỳ luôn. Bạn nào lấy comment gấu xanh nha mọi người, có trắng eo dễ thương lắm nha mọi người. Đây nha. Hồi nãy gấu kia là không trắng eo, gấu này trắng eo nha mọi người. Đây nha. Mặc như vậy nha mọi người, dễ thương lắm nha. Mặc nó ôm ngực như vậy nha mọi người. Cái này mình cái nào mình cũng có lấy mình mặc hết nha mọi người. Cái nào mình cũng có lấy mình mặc, nên là mình cái nào dễ thương mình nói dễ thương nha mọi người nha. Đây nha. Ở đây nè, nó có trắng nghe như vậy nè, mặt và nó ôm ngực vậy nha mọi người. Mặt cực kỳ dễ thương luôn, bạn nào lấy thì comment giùm mình gấu xanh. Bạn nào lấy comment gấu xanh giùm mình nha mọi người. Đây nha. Bạn nào lấy comment gấu xanh mọi người, gấu xanh Nguyễn Tường Vi. Ngân Nobita, ok em nè. Ngân Nobita lấy ok đúng không? Ngân Nobita, gấu xanh Nguyễn Tường Vi, gấu xanh Ngân Nobita, chờ chuyển chút nha. Nguyễn Tường Vi, Nguyễn Tường Vi. Ngân Nobita lấy ok nè. Vừa nha em, vừa nha. Vừa nha em, vừa. Mặc vừa nha. Đây của Nguyễn Tường Vi nha. Nguyễn Tường Vi cho chị xin số điện thoại nha em. Nguyễn Tường Vi cho chị xin số điện thoại nha. Những bạn nào mà nãy giờ chưa kết bạn á, một lát kết bạn với chị, làm chị mà inbox cho mọi người, inbox cho mọi người cái địa chỉ nha. Nguyễn Tường Vi cho chị xin số điện thoại, chị chốt đơn nha. Chốt đủ 3 đơn nha mọi người, 3 cái nha mọi người. 3 cái mình mới
ba cái mình mới ship nha, ba cái 100 nha, bốn cái 29k nha mọi người nha. Còn một bộ xanh nữa nha mọi người, còn một bộ xanh nữa, bạn nào lấy thì comment gấu xanh giùm mình nha. Còn một bộ xanh nha mọi người, bạn nào lấy thì comment gấu xanh giùm mình. 0902 0902 488 451. Lấy 3 bộ là 100 mà 4 bộ là 29k nha mọi người. Mọi người lưu ý cho mình nha, mình không nhắc lại cái điều này nữa nha. Còn một bộ nha mọi người, bạn nào lấy comment gấu xanh cho mình nha. Zoom nha mọi người, zoom nha, zoom cổ yếm cột nha mọi người, cột sau lưng nha, zoom cổ yếm cột như vậy nè, nó nhún nha mọi người, cột dễ thương lắm. Đây nha mọi người, cổ yếm nha, nhún nha, zoom nha mọi người, zoom nha, cổ yếm cột nhún vậy, nó có màu này với màu cam đất nha mọi người, màu này và màu cam đất nha. Dâm cổ yếm cột nha mọi người, bạn nào lấy thì comment dâm yếm cho mình, bạn nào lấy comment dâm yếm nha mọi người, bạn nào lấy thì comment dâm yếm nha. Cái dâm này chị mặc vừa nè chị, cái dâm này 63kg mặc vừa nè chị ơi, hoa hoài chinh gì đó. Dâm này 65kg mà trở xuống mặc vừa nha mọi người. Cái dâm yếm này 65kg trở xuống mặc vừa nha. Đây nha mọi người, cái dâm yếm này 65kg trở xuống mặc vừa. Cái dâm yếm này 65kg trở xuống mặt vừa nha. Bạn nào lấy thì comment giùm mình là dâm yếm nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment dâm yếm nha, 65kg trở xuống mặt vừa nha mọi người. Đầm ngủ nha mọi người, đầm ngủ nha. Bạn nào lấy cái đầm này thì comment dùm cho mình mã số 1 nha mọi người. Bạn nào lấy comment mã số 1 cho mình nha. Đầm ngủ nha mọi người, đầm ngủ nha. Bạn nào lấy comment mã số 1 nha mọi người. Cái này 65kg đổ xuống mặt vừa nha mọi người, 65kg đổ xuống mặt vừa nha. Cái đầm này 65kg đổ xuống mặt vừa. Bạn nào lấy thì comment đầm ngủ dùm mình. Bạn nào lấy comment đầm ngủ nha mọi người. Đây nha, có 4 màu. Màu đen, màu cam đất. Chị đang like đó em, Facebook chị đang like đó. Trang Thùy ơi, là chị ghim đồng giá 29k đó em. Chị ghim đồng giá 29k, 3 cái 100 mà 4 cái là 29k nha mọi người. Màu trắng mà cái đầm hồi nãy màu có màu có 4 màu nha mọi người. Cái đầm hồi nãy có 4 màu nha, màu đen, màu cam nhạt, màu trắng và màu đỏ đô nha mọi người. Và màu đỏ đô nha, bạn nào lấy thì comment màu giùm mình. Bạn nào lấy comment đầm kèm màu nha mọi người. Màu đen, màu trắng, màu đỏ đô và màu cam nhạt nha mọi người. Đây nha, 65kg đổ xuống mặt vừa nha. Thùy Trang, Trang Thùy ơi, Thùy Trang ơi, 29k nha em, 3 cái 100 và 4 cái 29k nha. Đây nha mọi người nha, bạn nào lấy thì comment giùm mình đầm rồi nha, comment màu giùm mình luôn nha mọi người. Đầm comment màu nha. Đầm xòe hả? Đầm xòe như chỉ hết rồi. Còn có đầm maxi được không Mimi? Đầm maxi em, chỉ còn đầm maxi nha. Đầm xòe như là nó hết rồi thì phải. Còn đầm maxi, còn đầm maxi nha mọi người. Còn đầm maxi, có đầm maxi thôi nha em, đầm xòe hình như chị hết rồi nha. Còn đầm maxi nha Mimi. Bạn Nguyễn Đô còn đó không vậy bạn? Bạn Nguyễn Đô còn đó không? Bạn Nguyễn Đô còn đó thì hả, ok dùm chị nha. Bạn Nguyễn Đô còn đó thì ok dùm chị. Bạn, tại vì em mới có hai cái thôi, không đủ đơn nha em, không đủ đơn là chị xả đó. Chị Nguyễn 7 luôn. Đây nha mọi người, đây nha, xếp bộ nha mọi người, xếp bộ còn một bộ, một còn một xếp một thôi nha mọi người. Xếp bộ nha. Có nha em, còn dâm kiểu khác nha. Xếp bộ có túi nha mọi người, thun cô tông nha mọi người, có túi nha, xếp bộ có túi, còn một xếp này duy nhất, bạn nào lấy thì comment giùm mình, nâu giùm mình.
Bạn nào lấy cái set bộ này comment nâu nha mọi người. Còn một set duy nhất nha, 5 set còn có một set thôi. Đây nha mọi người. Còn một set duy nhất, bạn nào lấy cái set bộ này thì comment nâu giùm mình nha. Còn một set duy nhất nha mọi người, một set duy nhất nha. Chị Nguyễn 7 còn đó không chứ chị Nguyễn, bạn Nguyễn Đô. Tại vì hai bạn chọn có mỗi người có hai cái à, mình xả đơn của mấy bạn nha. Mình xả đơn của mấy bạn nha mấy bạn ơi, mấy bạn còn đó thì chấm cho mình một chấm nha. Nâu. Ok Nobita nè. Mình nói một lần nữa nha, bạn Nguyễn 7, bạn Nguyễn 7 với bạn Nguyễn Đô á, còn đó thì chấm cho mình một chấm không thì mình xả đơn của mấy bạn nha, tại vì của mấy bạn chỉ có hai cái thôi, không có đủ đơn nha mọi người. Không có đủ đơn để ship nha, có mấy chục ngàn mà ship mấy bạn mất công mấy chục ngàn tiền ship nữa thì nó cũng bằng tiền đồ rồi mọi người ơi. Nên là mọi người mua thì hả, mua 100 đi lận mình ship. Chứ ship có mấy chục ngàn mất công tốn tiền ship mấy bạn nữa. Zoom nha mọi người. Zoom hồng nha, còn một cái duy nhất nha. Dung hồng còn một cái duy nhất, bạn nào lấy thì comment dung hồng giùm mình nha mọi người. Còn một cái trơn duy nhất thôi nha, còn nhiêu là còn hoa, bông hoa nha mọi người. Dung hồng nha, bạn nào lấy thì comment giùm cho mình là dung hồng nha mọi người. Dung hồng nha, bạn nào lấy thì comment dung hồng giùm mình. Bạn nào lấy comment dung hồng nha mọi người ơi. Bạn nào lấy comment dung hồng nha mọi người. Đầm đuôi cá nha mọi người. Chị ở Vĩnh Long nha Luyến Trần. Chị có ship code toàn quốc nha. Không nha Thanh Mừng. Không nha em. 100.000 ba bộ không có tính ship nha. Ship là bưu điện nó tính cho em nha. Chứ 100.000 ba bộ mà tính xung ship chắc chị đói luôn quá à. Nha em. Tiền ship là riêng nha em nha, tiền ship là riêng nha mọi người, không có phải là 100.000 ba bộ mà luôn tiền ship nha mọi người nha. Tại vì mình có Shopee nhưng mà Shopee cái đơn 200.000 thì mới được re-ship nha mọi người nhớ kỹ lời mình nói nha. 100.000 mà không có tính tiền ship vô nha mọi người. Đây nha, đầm nuôi cá nha mọi người nha. Chị ở huyện Long Hồ nha Kim Ngân. Huyện Long Hồ nha em. Đây nha mọi người, đây nha, đầm đuôi cá nha, bạn nào lấy thì comment đuôi cá giùm mình nha, bạn Nguyễn Đô với bạn chị Nguyễn 7 á. Nó mất tiêu rồi không biết nữa. Đầm đuôi cá nha mọi người, bạn nào lấy thì comment đuôi cá giùm mình. Đây nha, đầm maxi nha mọi người. Luyến Trần ơi, tầm 2-3 ngày đó em, chị gửi là tầm 2-3 ngày là em nhận được thôi á. Nhiều nếu mà gửi ấy là chừng 2 ngày là nhận được à. Chừng 2 ngày à, Biên Hòa, Tây Ninh vào 2 ngày nhận được nha mọi người. Nếu mà trễ lắm là 3 ngày á. Đây nha mọi người, đầm maxi, cái đầm này cực đẹp luôn nha mọi người. Đầm này đẹp lắm nha. Cái đầm này maxi thì đẹp lắm nha mọi người nha. Đầm maxi nha. Bạn nào lấy thì comment giùm mình maxi nha mọi người. Bạn nào lấy comment maxi giùm mình nha. Cái đầm maxi này đẹp lắm nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment maxi giùm mình nha. Bạn nào lấy cái đầm maxi comment maxi giùm mình. Đuôi cá Tống Nguyễn. Kim Ngân cùng quê. Kim Ngân ở chỗ nào vậy Kim Ngân? Kim Ngân ơi, em ở chỗ nào á? Đuôi cá Tống Nguyễn, Tống Nguyễn cho chị xin số điện thoại em ơi. Anh Guxi, cái nào em hỏi cái nào? Cái maxi á hả? Nguyễn Tường Vi Maxi. Nguyễn Tường Vi Maxi đúng không? Ok nè. Không nha, không có rộng đâu nha. Tại cái đầm này là nó thiết kế cho những người là mặc ngủ, mặc thoải mái chứ không có rộng nha. Không có rộng đâu nha mọi người ơi, không rộng đâu. Tống Nguyễn đuôi cá, Tống Nguyễn cho chị xin số điện thoại nha. Mọi người nên nhớ nãy giờ mình nói nha mọi người ơi. 100k mình mới ship nha mọi người. Tống Nguyễn cho chị xin số điện thoại nha. Mặt không có rộng đâu nha mọi người, không có rộng đâu nha. Mọi người yên tâm đi, không có rộng đâu. Không có rộng đâu nha mọi người yên tâm đi, không có rộng.
Mình còn một cái maxi nữa nha mọi người. Mình còn một cái maxi nữa nha, hãy cái maxi kia đẹp lắm nha mọi người. Maxi kia đẹp lắm. Đây nha, zoom nha mọi người, zoom hoa nha mọi người, zoom hoa nha. Zoom hoa giống zoom hồng hồi nãy nha. Bạn nào lấy thì comment zoom hoa giùm mình giống cái zoom hồng hồi nãy nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment zoom hoa giùm mình nha. Bạn nào lấy comment zoom hoa nha mọi người. Bạn nào lấy comment zoom hoa nha. Bạn Thi Nguyễn còn đó không em? Thi Nguyễn còn đó không? Thi Nguyễn còn đó, chấm cho chị một chấm đi. Đuôi cá nha mọi người. Đuôi cá nha. Dùm đen hình như. Dùm đen. Có dùm đen không chị? Dùm đen không có đâu nha em. Dùm đen không có nha. Đuôi cá nha mọi người. Đầm đuôi cá nha. Bạn nào lấy thì comment đuôi cá giùm mình. Đuôi cá nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment đuôi cá nha. Cái đuôi cá này đẹp lắm nha mọi người. Cái đuôi cá này đẹp lắm nha. Rồi ok Tống Nguyễn. Đuôi cá nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment đuôi cá cho mình nha. Xếp bộ ngũ KT nha mọi người. Xếp bộ ngũ KT nha. Hình trái tim nha mọi người. Xếp bộ ngũ KT hình trái tim. Bạn nào lấy thì comment tim cho mình. Đây nha mọi người. Xếp bộ ngũ KT nha. Đuôi cá Mỹ Hoa. Đuôi cá Mỹ Hoa cho em xin số điện thoại đi chị. Mỹ Hoa cho em xin số điện thoại nha. Mấy bạn mua giùm mình 3 cái mình mới ship cho mọi người. 3 cái 100, 4 cái 29k nha mọi người. 3 cái 100, 4 cái 29k. Nên là mình nói hoài nãy giờ đó. Nên là chị Mỹ Hoa cho em xin số điện thoại chị ơi. Chị Mỹ Hoa cho em xin số điện thoại nè. Nãy giờ mình nói nhiều lắm đó nha mọi người, nói nhiều cái vấn đề là mua 3 cái nha, nên mọi người mua 2 cái mọi người không đâu mất tiêu hết trơn luôn nha. Mình không có ship được luôn nha. KT nha mọi người, vải KT nha, xếp ngủ KT nha mọi người, xếp ngủ KT nha. Bạn nào lấy cái xếp ngủ này thì comment tim giùm mình nha. Bạn nào lấy thì comment tim nha mọi người. Vải đẹp lắm nha mọi người, vải bao đẹp luôn nha, đẹp lắm nha. Đây nha mọi người, đây nha. Bạn nào lấy thì comment tim giùm mình. Bạn nào lấy comment tim nha mọi người, tim nha. Chị Mỹ Hoa chọn cho đủ đơn giùm em nghe chị. 3 cái 100 mà 4 cái là 29k nha chị. 0902 92 2199 199. Ok chị Mỹ Hoa nha, em thấy số điện thoại của chị rồi nha. Chị Mỹ Hoa ơi, chị chọn cho đủ đơn nha chị. 3 cái 100 mà 4 cái là 29k nha chị. Chọn đủ đơn giùm em nha mọi người ơi. Chọn đủ đơn giùm mình nha. Không nha em, không miễn ship được nha em. Tại vì chị xả đồ chị bán là rẻ dữ lắm. Đồ chị bán là không có mắc đâu. Không có mắc nha. Mọi người nghĩ đi, mà mua bộ đồ mà có 29k là quá rẻ nha mọi người. Quá rẻ luôn nha. Nên là không có re-ship được đâu nha mọi người. Nếu mà mọi người muốn re-ship thì mọi người mua đơn 200 qua Shopee, em sẽ re-ship cho mọi người nha. Chứ mà mua là 5 bộ mà không có re-ship được đâu nha mọi người. Còn một cái maxi này duy nhất nha mọi người. Maxi mà kèm đuôi cá nha mọi người, đẹp lắm nha. Maxi mà kèm đuôi cá nha mọi người, đẹp lắm nha. Bạn nào lấy thì comment maxi đuôi cá thì mình có một, còn một cái duy nhất nha mọi người. Còn một cái maxi đuôi cá duy nhất nha. Đây nha mọi người. Cái đầm này là đẹp lắm nha mọi người, đầm này đẹp lắm nha. Bạn nào lấy thì comment maxi đuôi cá thì mình, còn một cái duy nhất nha mọi người ơi. Còn một cái duy nhất nha, bạn nào lấy thì comment maxi đuôi cá thì mình nha mọi người. Maxi đuôi cá nha. Dạ ship bưu điện á, ship bưu điện là tầm 30k nha chị. Ship bưu điện tầm 30k nha mọi người ơi, mình nói. Em lấy cái đầm sọc kia mà. Cấu ngoan. Cấu ngoan ơi, chị gửi cho em cái đầm sọc kia mà. Hoặc các cái đầm sọc này chị đâu có kêu là đầm sọc đâu. Cái này đầm maxi đuôi cá mà. Được nha Oanh. Được nha em. Được nha. Cấu ngoan ơi, cái đầm sọc kia thì chị kêu đầm sọc. Còn cái này là maxi đuôi cá mà em.
40 kg vừa nha mọi người ơi. Nhà chị ở Vĩnh Long Nhân Thuận, Thuận Khoa. Nhà chị ở Vĩnh Long nha. Xếp, xếp chân váy, xếp chân váy. Trời ơi, cái này hôm qua là chị, cái này là chị là maxi đuôi cá. Gái ơi, gái, cấu hoang ơi. Còn cái kia là mấy đầm sọc em. Cái đầm sọc kia cũng đẹp lắm, cái kia maxi á. Cái kia cũng maxi luôn á. Mà cái đầm kia cũng đẹp nữa. Đây, em lấy cái này luôn không? Cái này thì bữa nào chị ship cho. Cấu hoang, em có lấy không? Chị ngày hôm qua chị nói cái này là maxi đuôi cá mà. Xếp chân váy nha mọi người. Xếp chân váy, xếp chân váy áo thun nha mọi người. Xếp chân váy, xếp chân váy áo thun nha. Cái này bỏ trong quần nha mọi người. Xếp chân váy áo thun nha. Bạn nào lấy thì comment giùm mình chân váy nha mọi người. Bạn nào lấy xếp chân váy áo thun thì comment xếp chân váy giùm mình. Đây nha mọi người, áo thun nha. Còn này là chân váy nha mọi người. Chân váy nha. Đồ bộ giống chị còn mấy bộ lấy em đi. Rồi ok em nè, chờ chị chút xíu, nếu mà còn mấy bộ, còn mấy bộ thì chị lấy cho em hết đúng không? Đúng không Novita? Đúng thì em ok giùm chị nha. Đây nha mọi người, xếp chân váy ở bên hông nó vậy nha mọi người. Đây nha. Đây nha mọi người, ok. One Gucci. Rồi một hồi có bao nhiêu bộ thì chị để cho em nha. Một hồi chị có bao nhiêu bộ chị để cho em. Xếp chân váy nha mọi người. Xếp chân váy nha. Bạn nào lấy cái xếp chân váy này thì comment xếp chân váy cho mình. Mình còn màu đen nè, màu nâu, màu xanh dương và màu đỏ. Đen, nâu, xanh dương và đỏ nha mọi người. Đen, nâu, xanh dương và đỏ. Bạn nào lấy xếp chân váy nào thì comment màu cho mình nha. Bạn nào lấy cái xếp chân váy nào thì comment màu cho mình. Zoom nha mọi người, zoom nha. Zoom cổ yếm nha mọi người, zoom cổ yếm nha. Zoom cổ yếm cột về nha mọi người, zoom cổ yếm nha. Zoom cổ yếm, bạn nào lấy thì comment zoom cổ yếm cho mình. Bạn nào lấy cái zoom cổ yếm thì comment zoom cổ yếm nha mọi người nha. Bạn nào lấy thì comment zoom cổ yếm. Mọi người áo nhúng dây nha. Áo nhúng bo trên bo dưới nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment giùm mình áo nhúng nha. Áo nhúng hai dây bo trên bo dưới nha mọi người. Áo nhúng hai dây bo trên bo dưới nha. Bạn nào lấy thì comment áo nhúng giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy comment áo nhúng giùm mình. Đây nha. Bạn nào lấy comment áo nhúng nha mọi người ơi. Bạn nào lấy cái áo này thì comment áo nhúng giùm mình nha. Kiểu nha mọi người, vải cắt hàng nha mọi người, áo kiểu vải cắt hàng nha. Bạn nào lấy comment đỏ giùm mình nha mọi người. Áo kiểu vải cắt hàng nha. Bạn nào lấy comment đỏ. Thi Nguyễn ơi, em còn đó không em? Sao những bạn mà chọn có hai cái mà mất tiêu luôn vậy ta? Bạn nào chọn hai cái thì mình xả đơn hết nha mọi người ơi. Bạn nào chọn hai cái mình xả đơn hết á.
Trang Thùy ơi, hồi nãy chị nói rồi là đầm á, là tầm 60kg đổ xuống, còn mà dâm rồi à rồi dâm xếp bộ rồi là tầm 55kg đổ xuống mặt vừa hết nha mọi người, tầm 55kg đổ xuống mặt vừa hết nha. Đây nha mọi người, đây nha áo nha mọi người, áo thun cô tông nha, bạn nào lấy thì comment cá mập cho mình nha, bạn nào lấy áo này comment cá mập còn một cái duy nhất cho mọi người, tay lỡ nha, áo thun phơm rộng tay lỡ nha mọi người, áo thun phơm rộng tay lỡ nha. Dâm xếp tầm 55kg đổ xuống, còn đầm đuôi cá đầm ngủ rồi là 60kg đổ xuống mặt vừa nha. Đây nha mọi người, đây nha, bạn nào lấy thì comment cá mập thì mình nha. Đây nha mọi người, bạn nào lấy áo này thì comment cá mập cho mình nha, bạn nào lấy thì comment cá mập cho mình nha mọi người ơi. Bạn nào lấy thì comment cá mập nha. Xếp ngủ gấu nha mọi người, xếp ngủ gấu phi bóng nha mọi người, xếp ngủ gấu phi bóng, bạn nào lấy thì comment gấu đỏ giùm mình đây nha, bạn nào lấy comment gấu đỏ nha mọi người nha, bạn nào lấy comment gấu đỏ nha, xếp ngủ phi bóng nha mọi người, xếp ngủ phi bóng nha, bạn nào lấy cái xếp này comment gấu đỏ giùm mình nha. Đây nha, gấu đỏ nha mọi người, gấu đỏ nha. Quần nha mọi người, quần nha, bạn nào lấy thì comment quần giùm mình nha. Quần nha mọi người nha, quần nha. Quần này nha mọi người, quần nha, bạn nào lấy comment quần giùm mình nha mọi người. Vải thun nha mọi người, vải thun dày dặn nha mọi người. Vải thun dày dặn nha, bạn nào lấy cái quần này 15k thì comment quần giùm mình. Quần 15k nha mọi người, quần 15k nha. Quần 15k nha mọi người ơi. Đó. Đỏ áo Ngân Nobita, đỏ là xếp gấu đỏ hả? Đồ ngủ gấu đỏ hay là cái áo đỏ? Ngân Nobita ơi, đồ ngủ gấu đỏ phải không? Bạn nào lấy cái quần 15k thì comment giùm mình quần nha. Quần 15k nha mọi người. Quần 15k nha mọi người ơi, quần nha. Bạn nào lấy cái quần 15k thì comment cho mình. Dùm sọc nha mọi người, dùm sọc nha. Dùm sọc nha mọi người ơi, dùm sọc nha. Dùm sọc cổ tim nha mọi người. Dùm sọc cổ tim, cổ bèo nha mọi người. Cổ dúng bèo nha. Dùm sọc cổ tim nha. Đây nha mọi người, bạn nào lấy cái dùm sọc này comment dùm sọc giùm mình nha. Dùm sọc cổ tim nha mọi người. Dùm sọc cái dùm này đẹp lắm nha mọi người, cái dùm này đẹp lắm nha. Đây nha mọi người, đây nha. Bạn nào lấy comment dùm sọc giùm mình nha. Vải bao đẹp mọi người luôn nha, vải đẹp lắm nha mọi người, đây nha. Cái dùm này vải đẹp lắm luôn á. Đây nè. Bạn nào lấy cái dùm sọc này comment dùm sọc giùm mình. Dùm sọc nha mọi người. Bạn nào lấy dùm sọc thì comment dùm sọc nha. Vừa nha em, 60kg là vừa nha Trang Thùy. Vừa nha em, vừa nha mọi người. Maxi nha mọi người, Maxi còn một cái duy nhất nha. Maxi còn một cái duy nhất nha mọi người. Cái này lúc trước mình bán 50k đó nha mọi người. Giờ còn một cái duy nhất xả luôn nha. Xả 29k nha, bạn nào lấy thì comment giùm mình Maxi còn một cái duy nhất nha. Maxi nha mọi người, Maxi đi biển nha, còn một cái duy nhất luôn nha mọi người nha. Mình xả coi, xả cái này nha, còn một cái duy nhất thôi nha, bạn nào lấy thì comment Maxi xăm giùm mình đây nha. Maxi xăm nha mọi người, còn một cái, một chỉ một cái thôi, một cái này thôi. Vải bao đẹp không nha mọi người, vải này là vải cao cấp nha, vải đẹp nha chứ không, không có xấu nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment Maxi giùm mình, Maxi xăm á. Em thấy Trang Thùy cho chị xin số điện thoại. Trang Thùy chọn thêm lẫn đủ đơn nha mấy bạn kia nãy giờ. Trang Thùy cho chị xin số điện thoại. Lệ Quyên ơi, Trang Thùy lấy em. Chị vô gì hỏi chị gửi đưa tin nhắn cho em nha. Lấy gì cho em?
Ngân Nobita nói gì vậy chị không hiểu hết trơn á. Trang thì cho chị xin số điện thoại nè. Trang thì cho chị xin số điện thoại đi em. Maxi xanh Mỹ Hoa. Maxi xanh của Mỹ Hoa nè. Trang thầy cho chị xin số điện thoại nha. Trang thầy cho xin số điện thoại nha mọi người ơi. Bạn Trang Thùy còn đó không? Còn còn hay không? Bạn Trang Thùy còn đó thì cho xin số điện thoại, không là mình chốt đơn cho bạn Lệ Quyên nha. Bạn Trang Thùy còn đó không bạn ơi? Ủa sao chị không thấy comment em bị ẩn hay sao rồi? Nãy giờ chị không thấy á. Trang Thùy ơi, Trang Thùy cho chị xin lại đi em. Áo nha mọi người. Rồi, Oanh Gucci, Dung Yếm ok em. Bộ em đang mặc hết nha mọi người, hiện tại hết nha. Bộ em đang mặc hiện tại hết nha. Bạn Trang Thùy cho chị xin lại số điện thoại đi em gái. Hiện tại bộ đang mặc hết nha mọi người. Không 907 dùm sọc hết nha mọi người ơi. 272644. Trang Thùy em chọn thêm đơn nha. Chọn thêm đơn nha mọi người. 3 cái 100 còn 4 cái 29k nha mọi người. Mọi người chọn thêm đơn cho mình nha. Dung biến của anh Gucci. Nãy giờ cái đơn của em á, em chọn được cái gì rồi em nhớ không? Chị Kim Cúc Lê 3 bộ Mỹ Hoa. Áo nha mọi người. Áo nha mọi người ơi, áo nha, áo vịt nha bạn nào lấy. Áo form rộng nha mọi người, áo form rộng tay lỡ nha, bạn nào lấy thì comment giùm mình là áo áo nha mọi người, áo vịt nha. Bạn nào lấy thì comment vịt cho mình nha mọi người. Bạn nào lấy comment vịt nha. Đây nha mọi người. Áo bao đẹp mọi người luôn, vải đẹp lắm nha mọi người, vải đẹp lắm nha, vải dày dặn nha mọi người. Vải dày dặn lắm nha. Bạn nào lấy thì comment áo vịt cho mình. Bạn nào lấy thì comment áo vịt nha mọi người ơi, bạn nào lấy comment áo vịt nha. Bạn nào lấy thì comment áo vịt nha mọi người. Áo nhúng 2 dây nha. Áo nhúng 2 dây nha. Bạn nào lấy thì comment áo nhúng nha cho mình nha. Có hai màu nha mọi người. Đây nha, màu này với màu đen nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment áo nhúng cho mình. Bạn nào lấy comment áo nhúng nha mọi người. Áo này nãy mình like qua rồi nên là giờ mình qua nhanh nha mọi người nha. Áo nhúng trễ vai nha mọi người. Áo nhúng trễ vai nha. Tay dày nha mọi người. Áo nhúng trễ vai tay xòe nha mọi người. Áo nhúng trễ vai tay xòe nha. Áo nhúng trễ vai tay xòe. Bạn nào lấy thì comment giùm mình mã số 1. Một áo xanh, một maxi sọc và một dung yếm. Một áo xanh. Rồi cái áo xanh của em chị lộn đâu rồi? Áo xanh nào á ta? Nguyễn Tường Vi áo màu đen. Lệ Quyên áo nhúng đen. Lệ Quyên ơi, em lấy cái áo nhúng đen này đúng không? Đây nha mọi người, đây nha.
hai dây nhúng bo trên bo dưới nha mọi người, đẹp lắm nha, vải đẹp lắm nè, bao đẹp mọi người luôn, không đẹp không lấy tiền nha. Mình còn rồi, ok em chị nhớ rồi, chị nhớ áo màu xanh đó rồi. Đây nha mọi người, của em ba cái ở quanh Lucy, của em ba cái rồi đó, đủ đơn để chị gửi rồi đó. Áo này nha mọi người, áo màu đen, bạn nào lấy thì comment lại mã số 1 nè, comment lại giùm mình nha mọi người ơi, comment lại giùm mình nha, tại vì nãy giờ nó lộn xộn kìa. Đây nha, số 2 nha mọi người, số 3 nha, số 1 màu đen, số 2 màu kia, số màu cam đó, ca cam này màu nhúng đen để nguyên, ok em nè. Để nguyên nhúng đen nha mọi người, còn hai nhúng kia nha mọi người. 0946 0946 018110 018110. Rồi ok, Lệ Quyên chọn thêm đơn cho dùm cho chị nha em. Chọn thêm đơn lặn ra đủ đơn nha, 3 cái 100 nha mọi người. 3 cái 100 nha. Hải Nguyễn chị ở Vĩnh Long nha. Nguyễn Tường Vy ơi, còn cái này nè màu số 2 và số 3 em lấy cái nào cho Nguyễn Tường Vy? Số 2 nè nghe em, số 3 nè. Áo nhúng đen bạn kia lấy nha mọi người, còn hai cái màu này thôi nha. Cái này giống áo nhúng đen nè, nhưng mà cái màu khác nha mọi người. Đây nè nha mọi người, số 2 nha. Số 3 nha, bạn nào lấy cái nào thì comment giùm mình, số 2, số 3 nha mọi người, số 2 và số 3 nha. Số 2, số 3 nha mọi người, lấy thì comment lại giùm mình nha. Số 2, số 3. Áo nhúng đen bạn kia lấy rồi mọi người ơi, áo nhúng đen bạn kia lấy rồi. Số 2 và số 3 nha. Ship Hà Nội chị không biết nữa em ơi, ship Hà Nội bưu điện nó lấy nha. Ship Hà Nội bưu điện lấy nha mọi người. Ship Hà Nội bưu điện lấy nha mọi người ơi. Còn hai áo kia màu số 2 và số 3 bạn nào lấy thì cùng lên giùm mình nha mọi người. Mình xả đơn của bạn Thủy Đô nha, của bạn Nguyễn Đô nha. Xả đơn bạn Nguyễn Đô nha mọi người. Zoom nha mọi người, zoom nha. Cái này tầm 55kg đổ xuống mặt dừa nha em, 55-57kg đổ xuống mặt dừa. Tại máy này nó nhúng á, nó nhúng, nó có thun co giãn á, nên là mọi người mặc thoải mái nha. Zoom nha mọi người, bạn nào lấy comment zoom giùm mình nha. Em Nguyễn Tường Vy ơi, Tường Vy ơi, áo này số 2 nè, em có lấy không em? Nguyễn Tường Vy, số 2, số 3 nè mọi người ơi, Nguyễn Tường Vy mất tiêu rồi ta. Nguyễn Tường Vy ơi, em còn đó không? Em có lấy áo đó không? Lấy ok dùm chị nha. Nguyễn Tường Vy, Nguyễn Tường Vy ơi. Áo nhúng nha mọi người, áo nhúng nha, áo nhúng kiểu này dễ cưng cực kỳ luôn nha mọi người, dễ thương lắm nha mọi người. Đây nha, áo nhúng nha, áo nhúng này hình như mình có mấy màu lận. Áo nhúng nha mọi người, bạn nào lấy thì comment số 1 dùm mình nha. Số 1 nha mọi người, số 1 nha. Áo nhúng nha mọi người, số 1 nha, bạn nào lấy thì comment số 1 dùm mình nha. Số 1 nha mọi người, bạn nào lấy thì comment số 1 dùm mình. Đây nha mọi người ơi, số 1 nha. Mình có nhiều màu lắm nha mọi người, nhiều màu lắm nha. Số 1. Số 2 nha mọi người, số 2 nha. Số 3 nha. Số 4. Số 5. Số 6. Có 7 màu nha mọi người, có 7 màu nha, bạn nào lấy thì comment màu giùm mình nha mọi người. Áo nhúng này nha mọi người. Hai nhúng kia đây, nhúng trên nhúng dưới hai dây nha mọi người, nhúng trên nhúng dưới hai dây nha. Áo nhúng này mặc cực kỳ dễ thương, không thấy bụng nha mọi người, áo nhúng này là mặc không thấy bụng luôn. Đây nha, đây nha mọi người, đây nha, còn có hai cái thôi, áo nhúng này còn có hai cái thôi nha mọi người. Đây nha, còn có hai cái thôi, bạn nào lấy thì comment giùm mình là nhúng nhúng trên nha, comment giùm mình nhúng trên thì để mình nhầm với mấy cái áo nhúng khác nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment nhúng trên giùm mình nha. Nhúng trên thì để mình biết nha, để mình nhầm với áo khác nha mọi người. Đây nha, nhúng dưới nha mọi người, nhúng dưới nha. Bạn nào lấy thì comment số 1 giùm mình nè. Áo này số 1 nha mọi người. Màu này số 2 nha, màu xanh đậm nha, xanh dương đậm. Màu đỏ đô số 3. Màu tím số 4 nè.
màu hồng số 5, màu xanh ngọc số 6, màu xanh dương số 7 nha mọi người. Đây nha, mã nào lấy thì comment màu cho mình nha, lấy thì comment số màu. Nhúng trên em lấy mấy cái em? Nhúng trên em lấy cái nào? Nhúng trên em lấy cái nào em ơi? Nhúng trên em lấy cái nào thì ship Tiền Giang tầm có 25-30k thôi em, chị Trang ơi. Ship Tiền Giang tầm 25-30k à. 25-27-30k cỡ đó. Cỡ đó em. Thì Trang ơi, em chọn thêm đơn nha, của em mới có một cái thôi nha, không có đủ ship nha em, không có đủ ship nha. Nhúng trên của thời là bình gì đó. Thời là bình cho chị xin số điện thoại nha em. Thời là bình ơi, cho chị xin số điện thoại nha. Thời là bình cho chị xin số điện thoại nha. Thôi là mình cho chị xin số điện thoại em ơi. Thầy Trang ơi, em mở cái kia. Rồi cái kia. Rồi ok em, cái kia. Thầy Trang với thời là mình á, mỗi bạn chỉ có một cái thôi, chọn thêm giùm chị nha. Chọn thêm giùm chị đi. Mới có một cái chuyện đủ đơn ship thôi nha, ba cái có đủ đơn ship nha mọi người, ba cái 100 mà bốn cái là 29k nha. Rồi rồi chị đưa cho em cái màu này rồi em cho chị xin số điện thoại đi. Đây nha. Của em nè, em cho chị xin số điện thoại đi nha. Cho chị xin số điện thoại nha mọi người, cho em mình xin số điện thoại nha. Áo ren Barbie doll, vải ren cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Rồi. Nói hết pin luôn. Cho chị xin số điện thoại nha, thời là bình ơi. Đây nha mọi người, áo ren Barbie doll nha mọi người, áo ren Barbie doll nha. Áo ren Barbie doll vải cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi, vải cực kỳ đẹp luôn. Bạn nào lấy thì comment giùm cho mình. Ren nha, còn một cái duy nhất nha, còn một cái duy nhất nha mọi người. Mọi người chờ mình chút. Rồi chờ chị chút, chị kiếm cục sạc chị kiếm cái nha. Chờ mình chút nha, cái điện thoại nó hết pin, mình game cái nha mọi người. Áo ren nha mọi người, áo ren nha. Rồi Lợi Quyên ok em nè. Áo ren này là đẹp lắm luôn, còn một cái duy nhất thôi. Mặc vừa nha em, áo nhúng nào, nhúng trên hay nhúng dưới chân Thùy? Trang Thùy ơi, nhúng trên hay nhúng dưới em nói đi, chung nhúng trên hay nhúng dưới gì cũng mặc vừa hết trơn. Áo này của người lớn nhưng mà em bé con nhỏ cháu của chị nó nhỏ xíu mà nó cũng mặc vừa, tại vì nó bị nhơ, nó dúng á, nó dúng lên là cái này con nít mặc thì nó không có giãn như mình, còn mình lớn thì mình mặc giãn, còn nít nó mặc thì không có giãn nha. Cái ren này là Lệ Nguyên lấy là không có lầm luôn á, vải ren mềm mịn đẹp lắm, còn cái duy nhất thôi. Của Lệ Nguyên nha. À, Trang Thị ơi, em nói em lấy nhúng xanh gộp với áo nhúng đen. Rồi ok Lệ Nguyên chị biết rồi em. Rồi mặc vừa nha, mặc vừa nha Trang Thị. Áo nhúng xanh á lại mặc vừa nha. Mặc vừa em có lấy thì em ok gì chị. Chị bảo đảm là mặc vừa luôn nha. Con bé cháu của chị nó nhỏ xíu mà nó còn mặc vừa mà.
nó nhỏ xíu mà vừa mọi người, nên là mọi người cứ yên tâm. Mặt dừa nha mọi người yên tâm đi. Không, còn một cái duy nhất thôi, còn một cái ren trắng duy nhất, không có cái thứ hai đâu mọi người. Cái ren đó nó còn một cái duy nhất là tại vì về lô 20 cái mà nó người ta mua hết, còn một cái thôi mọi người. Một ri nó tới 20 cái lận. Nhưng mà còn một cái gì mình bán hết trơn, còn một cái duy nhất thôi. Đây nè, cái nhúng này em là dễ thương lắm nè nha mọi người. Đây nè, nhúng này mặc trễ vai vậy nè mọi người. Đây nè, mặt trễ vai vậy nè, mà cái tay nó mình mặc cái mình trễ vai xuống cái tay nó le á mọi người, cái tay nó le dễ thương lắm. Bạn nào lấy thì comment giùm mình là nhúng nha. Thôi bạn nào lấy comment số 1 đi. Đây nha mọi người, bạn nào lấy comment số 1 nha, cái áo này dễ thương cực kỳ luôn á. Mặt nó trễ vai xuống đây nhưng mà tay nó le le ở đây nè mọi người. Mặt dễ thương lắm nha. Bạn nào lấy comment số 1 giùm mình. Cái ren đó là cực vải đẹp lắm, nó mềm mịn lắm, nên là về là bao nhiêu là hết hết trơn à. Nhưng mà đôi lúc á mình lấy một tiện, mình lấy tiện là lần sau mình lấy là không có nữa nha mọi người. Không có nữa. Không có nữa đâu nha mọi người. Ủa bạn Trang Thùy, bạn Trang Thùy ơi, em có lấy không em? Đây nha, cái áo nải màu này nữa nha mọi người. Có màu này nữa nha. Đây nè. Áo nhúng này mặc cực kỳ dễ thương luôn. Đây nè. Mặc cái tay nó le xuống nha mọi người, mặc dễ thương á. Bạn nào lấy áo nhúng này thì comment mã số 1 giùm mình. Mã số 1 nha mọi người, mã số 1 nha. Số 1. Bạn nào lấy thì comment số 1 giùm mình. Số 1 nha mọi người ơi. Mọi người ơi, số 1 nha. Xếp chân váy nha mọi người. Xếp chân váy. Xếp chân váy áo thun nha. Xếp chân váy áo thun nha mọi người ơi. Bạn nào lấy comment giùm cho mình chân váy. Bạn nào lấy comment chân váy giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy comment chân váy nha. Xếp chân váy áo thun nha, có 5 màu nha. Xếp chân váy áo thun có 5 màu nha mọi người ơi. Bạn nào lấy thì comment chân váy giùm mình. Trang Thùy ơi, em chọn thêm đi nha em. Em có một cái thôi nha. Có một cái chọn thêm giùm chị nha em. Đầm 3 bidon nha mọi người. Đầm 3 bidon riêng nha mọi người. Đầm 3 bidon vải KT nha mọi người. 3 bidon nha. Bạn còn một cái duy nhất nha. Bạn nào lấy comment giùm cho mình caro nha. Bạn nào lấy comment caro nha mọi người. Caro nha. Cái này màu mặt cực kỳ dễ thương nha mọi người. Đây nha. Bạn nào lấy cái ren caro này comment caro giùm mình. Cái 3 bidon nha mọi người. 3 bidon đuôi cá. 3 bidon đuôi cá caro nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment caro giùm mình. Bạn nào lấy comment cargo nha mọi người đây. Nguyễn Tường Vi chị nghe nha. Chị nghe là Nguyễn Tường Vi cái gì em? Nguyễn Tường Vi chị nghe nha em ơi. Nguyễn Tường Vi chị nghe nha em. Chị nghe Nguyễn Tường Vi. Đây nha mọi người. Nhúng xanh ok em. Thùy Trang nè. Nguyễn Tường Vi ơi, xin lỗi em nha. Tại vì cái áo đen hồi nãy em bị đá ra nên cái chị kia chỉ lấy là nó Nguyễn Tường Vi. Giờ còn có màu này không à. Còn màu này em có lấy không? Lấy ok giùm chị. Còn có một màu duy nhất, một cái duy nhất thôi nha mọi người. Đây còn một màu duy nhất thôi nha. Còn một màu này thôi Nguyễn Tường Vi ơi. Nguyễn Tường Vi em lấy em ok chị. Tại nãy em đá ra chị hỏi hoài không thấy em trả lời rồi chị chốt cho chị kia rồi. Nguyễn Tường Vi em có lấy màu đó thì em ok giùm chị nha. Cái chị kia chỉ lấy rồi. Trang Thùy nè, ok Trang Thùy nè. Của xanh kia hả? Nguyễn Tường Vi ơi, cái màu này cũng đẹp lắm nè em. Cái màu này đẹp mà không chịu lấy. Cái màu này dễ thương vô cùng. Tại thấy ở ngoài cái điện thoại của chị á, xem vô cái màu nó như vậy. Nhưng mà ở ngoài nó là cái màu cam nhạt á. Mặt dễ thương lắm. Mặt dễ thương cực kỳ luôn á. Đây Trang Thùy ok nha.
Ồ cái đó dễ thương lắm á, Nguyễn Tường Vi cái màu đó dễ thương lắm á. Cái màu nó dễ thương cực kỳ luôn á. Cái màu dễ thương mà không chịu. Ok Thùy Trang nha. Ây da. Ờ, tại vì cái kia hồi nãy chị hỏi mà hỏi quá trời luôn mà thấy em mất tiêu rồi, em đâu mất tiêu rồi nên chị đâu có thấy đâu, chị tưởng em không lấy rồi chị chốt cho cái chị xe rồi. Áo ren nha mọi người, áo ren nha, áo ren có áo ống ở trong nha mọi người, áo đen áo ren có áo ống ở trong nha, bạn nào lấy thì comment dùm cho mình mã số 1 nha. Áo này mặc cực kỳ dễ thương nha mọi người, mặc dễ thương vô cùng luôn. Đây nha mọi người, đây nha, áo ren có áo ống ở trong nha mọi người, đây nha, có nhiều kiểu lắm nha mọi người, có nhiều kiểu lắm nha, bạn nào lấy thì comment dùm mình mã số 1 nha. Rồi ok Nguyễn Tường Vi sao cũng được em, sao cũng được hết á. Đây nha mọi người, áo ren nha, có áo ống ở trong đẹp lắm nha mọi người, mặc dễ thương cực kỳ luôn, mặc cưng lắm. Bạn nào lấy comment mã số 1 thì mình. Màu trắng nha. Màu trắng nha mọi người. Màu xanh ngọc nha. Màu đen. Đây áo ren đen đây mọi người, áo ren đen nha. Một lại riêng ok lại riêng nè. Đây nha mọi người, số 1 nha, số 1 nha mọi người ơi, số 2, số 1 nè. Cái này cái khác màu trang thì đen. Đen, đen, đen. Thôi rồi, đen mất tiêu rồi. Ở đây đen. Đen nha Trang Thị. Đen nha, đen Trang Thị lấy rồi. Đen Trang Thị lấy rồi mọi người ơi, đen Trang Thị lấy rồi. Đen Trang Thị lấy ok Trang Thị nha. Hình cô gái nha mọi người, hình cô gái mặc cực kỳ dễ thương. Hết đen nha mọi người, hết đen. Maxi đen nha mọi người. Còn đen nhưng mà maxi đen. Maxi đen nha mọi người ơi. Đầm maxi đen, một cái đầm maxi đen cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương luôn mọi người ơi. Maxi đen nha. Bạn nào lấy cái maxi đen này comment maxi đen giùm mình. Maxi đen nha mọi người. Cái đầm maxi đen mọi người, còn một cái đầm maxi đen duy nhất. Còn một cái đầm maxi đen duy nhất nha mọi người ơi. Đen nha. Quên nữa, để mình đưa cái này lên nữa. Đây nha mọi người, hình cô gái nha, ren nha mọi người, có áo ống ở trong nha, dễ thương cực kỳ dễ thương luôn. Đây nha, hình cô gái nha, bạn nào lấy comment số 2 nha mọi người. Đây nha, ren cực kỳ đẹp, ren ren đẹp lắm mọi người, chứ không phải là cái ren nó tào lao đâu nha mọi người nha. Nè mọi người xem đi. Đây nha mọi người, cái maxi đen, cái maxi đen của Mỹ Hoa ok. Cái ren nó đẹp lắm chứ không phải là cái ren nó đẹp lắm chứ không phải nó ấy đâu nha mọi người. Mỹ Hoa em đủ đơn rồi đó Mỹ Hoa. Mua 3 cái rồi đó em. 3 cái là 100 mà 4 cái là 29k nha Mỹ Hoa. Gán chọn thêm 1 cái nữa đi. Đây nha mọi người. Đẹp cực kỳ luôn.
Đây nha, bạn nào lấy comment số 2 dùm cho mình. Cực kỳ đẹp luôn mọi người. Mặt nó thời trang vô cùng luôn nè. Ở đây nè, nó khoét dài vậy nè. Nó khoét dài nè, nên mọi người mặc áo ống á là nó đưa ra dễ thương lắm, mặt đẹp lắm. Cáo này mặc đẹp lắm nè mọi người. Cáo này nè, mặc đẹp lắm. Bạn nào lấy thì comment dùm cho mình mã số 2 đi. Số 2 nha. Thì đúng rồi, không có hình cô gái hồi nãy cái đen kia có một cái một em lấy rồi đó liền đi. Không có hình cô gái nha. Số 2 nha mọi người. Đây nha, cái này có màu rồi, màu trắng sữa nha. Cái màu này là màu trắng sữa, còn cái này là màu xanh nha mọi người. Màu xanh, màu trắng sữa. Số 2 nha. Bạn nào lấy thì comment số 2 dành cho mình. Số 2 nha mọi người, số 2 nha. Mọi người ơi, mọi người, mình còn áo dây hả? Áo dây hình như hết á. Bây giờ còn thun gân. Thun gân đó mọi người, bây giờ còn thun gân. Còn một siêu phẩm, một cái áo ren duy nhất. Bạn nào bây giờ, bạn nào comment trước là lấy cái áo này nha. Áo này là đẹp vô cùng luôn nha. Còn một cái duy nhất thôi, nó lộn hồi nãy mình lấy ra còn cái duy nhất nè. Bạn nào lấy thì comment hoa hồng giùm mình nha. Bạn nào lấy comment trước thì lấy trước nha. Đây, hoa hồng nha mọi người. Đây nha, ở đây là nó kết hoa hồng vô nha, có kết cái vải cái bông hoa hồng vô, chứ không phải là nó dán nha mọi người. Đây nha, bạn nào comment trước thì lấy trước nha. Hoa hồng nha mọi người, còn một cái duy nhất nha, còn một cái duy nhất thôi nha mọi người nha. Ren nha mọi người, ren nha, ren trắng hoa hồng nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment nha. Cái áo này là cực kỳ đẹp luôn, bạn nào không lấy là tiếc lắm nha. Bạn nào không lấy cái áo mà ren hoa hồng này là tiếc vô cùng nha mọi người. Cái này về một chục cái, còn một cái duy nhất thôi. Một chục cái mà mỗi màu nó hai cái, nên là còn có một em này thôi, lộn trong đây. Đây là bạn nào lấy thì comment hoa hồng nhìn cho mình. Bạn nào lấy thì comment hoa hồng nha mọi người ơi. Quần 15k nha. Quần nha mọi người, quần hoa 15k nha. Đây nha, có khóa kéo nha mọi người, có khóa kéo nha. Bạn nào lấy cái quần này thì comment quần giùm mình. Quần 15k nha mọi người, quần 15k nha. Bạn nào lấy quần thì comment quần giùm mình. Đây nha mọi người, quần nha. Áo, áo nơ nha mọi người, áo nơ nha. Áo nơ dễ cưng lắm nha mọi người, áo nơ nha, áo trễ vai nơ nha mọi người. Áo trễ vai nơ nha, bạn nào lấy thì comment nơ giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment nơ nha. Áo trễ vai nơ nha mọi người ơi, bạn nào lấy thì comment nơ giùm cho mình nha mọi người. Áo trễ vai nơ nha, bạn nào lấy thì comment nơ nha mọi người. Bạn nào lấy comment nơ giùm mình. Áo trễ vai nha, nơ nha. Đây nè, mặc như vậy nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment nơ giùm mình nha. Đây nha mọi người. Không, 60kg không vừa nha Lệ Quyên. Đây nha, 60kg không vừa nha em. Đây nha mọi người, đây nha. Bạn nào lấy thì comment nơ giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy comment nơ nha. Nơ nha mọi người nha, nơ nha. Bạn nào lấy thì comment nơ giùm mình. Bạn nào lấy comment nơ nha mọi người nha. Lấy comment nơ. Quần 60kg không vừa rồi nha bạn ơi. 60kg không vừa nha. 60kg không vừa nha mọi người ơi. Chân váy nha, chân váy 15k nha mọi người. Chân váy 15k nha. Chân váy 15k nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment hồng giùm mình nha. Chân váy 15k nha. Bạn nào lấy comment hồng nha mọi người. Bạn nào lấy comment hồng nha. Chân váy 15k nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment hồng giùm mình. Mình có màu cam nhạt, màu hồng và màu trắng nha mọi người. Chân váy 15k nha Ly Dương ơi, chân váy quá đẹp Ly Dương ơi. Đây nha mọi người, chân váy. Trời ơi, làm gì bay ra bay vô hoài cho cô. Chân váy 15k nha, hồng Lệ Quyên. Còn màu trắng và màu nâu và màu cam nha mọi người.
hồng để riêng 15k nè. Để riêng này là 15k. Cái nào 15k là mình ghi 15k nha mọi người, để khỏi lộn. Chị coi đủ đơn ngủ không cho em coi. Chị có đồ ngủ đầm ngủ Lại Huyên. Rồi ok Lại Huyên nha. Đầm ngủ chặn chị Thiên Súc nha. Chân váy 15k nha mọi người. Chân váy 15k nha. Đây nha mọi người. Đây nha. Chân váy nha mọi người. Chân váy quá đẹp luôn nha. Đây nha 15k. Đây nha mọi người. Màu trắng nha. Còn một màu duy nhất màu trắng này. Màu trắng này còn có một màu duy nhất nha. Về chân váy dài ngang gối có xẻ tà nha mọi người. Chân váy dài ngang gối có xẻ tà, đồng giá 15k nha mọi người. Đây nha. Dài qua gối nha. Màu xám này dài qua gối có xẻ tà nha mọi người. Có xẻ tà bên hông nha. Bạn nào lấy thì comment màu giùm mình. Đây nha mọi người. Đây nha. Chân váy nha mọi người. Chân váy nha. Bạn nào lấy chân váy nào 15k thì comment màu giùm mình. Tại vì mình còn có mấy cái nên mình xả hết nha. Hồng nhúng, hồng nhúng, hồng nhúng đen, hai cái đen đủ đơn nha. Ok Lại Quyên. Chờ chị Xúc nha. Sang Trang Thùy, bạn nào lấy chân váy thì comment chân váy cho mình nha. Chân váy 15k nha mọi người. Ly Dương chân váy quá đẹp luôn, em không lấy nó. Ly Dương chân váy đẹp lắm nào. Đây nha em, cái đen này nha. Cái đen này nha mọi người. Cái đen này nha em thay Trang Thùy. Đen này nha em. Tường Vi em còn đó không? Nguyễn Tường Vi em còn đó không em? Nguyễn Tường Vi em còn đó không? Nguyễn Tường Vi vừa nha em. Đây nha mọi người. Đầm ngủ đuôi cá nha mọi người. Đầm ngủ đuôi cá nha. Bạn nào lấy comment dùm cho mình lại số 1 nha. Thôi bạn nào lấy thì comment chấm bi dùm mình nha mọi người. Không nha, không có tai nghe em, không có tai nha. Không có nha, không có, không có tai nha em, không có tai nha. Cái đó là sắc nét, không có tai nha. Bạn nào lấy cái áo này comment, cái đầm này comment chấm bi dùm cho mình nha. Đầm ngủ nha. Tường Vi nè em, những cái đầm ngủ nè, những cái đầm ngủ này mặc mát vô cùng, mặc đẹp lắm nè. Em nào lấy thì comment chấm bi dùm mình nha. Bạn nào lấy thì comment chấm bi nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment chấm bi giùm mình. Chấm bi nha. Áo nha mọi người, áo nha. Áo màu hồng phấn nha mọi người. Áo màu hồng phấn nha. Bạn nào lấy comment dùm cho mình mã là mã số 10 nha. Bạn nào lấy áo này comment mã số 10 nha mọi người. Mã số 10 nha. Có màu đỏ, màu hồng phấn và màu hồng hồng cánh sen nha mọi người. Màu đỏ, hồng phấn và hồng cánh sen nha. Bạn nào lấy thì comment mã số 10 dùm mình. Bạn nào lấy comment mã số 10 nha mọi người. Vải cát hàng nha mọi người. Vải cát hàng mềm mịn lắm nha mọi người. Mềm mịn đẹp lắm. Vải cát hàng nha. Mềm mịn đẹp lắm nha mọi người. Đây nha. Màu này màu hồng phấn, màu này và màu đỏ nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment màu giùm mình. Nguyễn Tường Vi ơi.
Nguyễn Tường Vi ơi, em hình như em lấy có mới có hai cái thôi em. Em chọn thêm đi cho đủ đơn nha Nguyễn Tường Vi. Không có đủ đơn rồi em ơi. Nãy giờ chị tưởng của em đủ đơn rồi chứ. Không có đủ không có đủ đơn rồi nha, chị Nguyễn Tường Vi ơi. Của em không đủ đơn nha. Nguyễn Tường Vi ơi, em chọn thêm cho đủ đơn nha. Sếp ngủ nha mọi người, sếp ngủ gấu nha. Bạn nào lấy thì comment gấu giùm mình nha. Đây nè, chị có sếp ngủ gấu nè, có quần nè em ơi. Sếp ngủ gấu có quần nè. Sếp ngủ gấu có quần nè nha Nguyễn Tường Vi. Em mới có hai cái thôi nha, không có đủ đơn Nguyễn Tường Vi. Đây nha, có màu đỏ nữa nha. Màu đỏ, màu xanh nha. Màu đỏ, màu xanh, màu đen nha. Đỏ, xanh, đen, đỏ đô nha. Đỏ, xanh, đen, đỏ đô nha. Lấy màu nào thì comment giùm chị. Rồi, ok Nguyễn Tường Vi chọn đủ đơn chị nha. Đỏ, xanh, đen, đỏ đô mọi người. Đỏ, xanh, đen, đỏ đô nè. Rồi, ok nè. Đỏ, xanh, đen, đỏ đô. Bạn nào lấy thì comment giùm mình. Màu hồng nha mọi người. Tim. Tim còn. Đây. Xét tim đây, xét tim nè em. Lấy xét tim ok giùm chị. Xét tim nha. Xét tim nha. Lấy xét tim ok giùm chị. Nó còn xét tim với cái xét gấu. Đây nè. Hai xét này giống nhau nha mọi người. Hai xét này giống nhau nhưng mà nó khác cái màu nha. Em lấy màu nào nè. Số 1 nè, xét tim số 1. Xét gấu tim số 2 nha. Đây nha mọi người, số 1 nha, số 2 nha. Bạn nào lấy thì comment số giùm mình nha. Số 1, số 2 nha mọi người. Số 1, số 2 nha. Em lấy set tim hả Nguyễn Tường Vi. Nguyễn Tường Vi lấy set tim ok giùm chị là em đủ 3 cái nha Nguyễn Tường Vi. Rồi Nguyễn Tường Vi ok. Em đủ rồi đó. Rồi 3 cái 100k nha Nguyễn Tường Vi. 3 cái 100 nha. Rồi ok em. Nguyễn Tường Vi 3 cái 100 nha. Em chọn thêm không? Em lấy set này luôn không? Đây nha. Còn một set duy nhất nha mọi người. Còn một cái set duy nhất là gấu tim nha. Là em lấy luôn hả? Lấy luôn hả Nguyễn Tường Vi? Lấy luôn là 4 cái đó đúng không? 4 cái 29k một cái. Lấy 4 cái là 29k đó nha Nguyễn Tường Vi. Ok Nguyễn Tường Vi nha. Rồi ok Nguyễn Tường Vi đủ đơn nha. Nguyễn Tường Vi 4 cái là 29k một cái là đủ đơn rồi đó nha Nguyễn Tường Vi. Dùm nha. Dùm nè Ly Dương ơi. Ly Dương ơi dùm nè em. Dùm. Dùm nha mọi người, dùm nha. Dùm hoa nè, có màu này. Màu xanh này nha mọi người. Màu xanh này. Màu xanh này. Ủa vậy là em chọn 3 cái thôi đúng không? Vậy là 100 nha Nguyễn Tường Vi. 100 ngàn nha em. 100 ngàn nha. Rồi của Nguyễn Tường Vi 100 ngàn ok em nào. Đây nè Ly Dương ơi, Ly Dương. Đây nha em. Dùm nha, dùm hoa nha mọi người, dùm hoa nha. Dùm hoa nè. Có màu này là mã số 1 nha mọi người, mã số 1. Màu này là mã số 2. Màu này là mã số 3 nha mọi người. Mã số 3. Cái dùm trơn. Dùm trơn màu hồng. Bạn nào lấy thì là comment giùm mình dùm hồng. Bạn nào lấy thì comment dùm hồng giùm mình nha mọi người. Rồi ok ok. Ok Tường Vi của em là đủ 100 ngàn rồi nha. Nguyễn Tường Vi, Nguyễn Tường Vi kết bạn với chị. Inbox cho chị địa chỉ nha. Kết bạn inbox cho chị địa chỉ nha em. Lấy xanh. Ok nè Ly Dương nè. Ly Dương xanh ok em nè. Với đỏ. Đây. Ok. Ok Ly Dương nè. Ly Dương lấy ra đủ 100 luôn Ly Dương.
Dùm này là 55kg đổ xuống mặt dừa nè Trang Thùy. Dùm này 55kg đổ xuống mặt dừa nha mọi người. Bao đẹp mọi người luôn. Dùm này là bao đẹp luôn. Không đẹp không lấy tiền nha mọi người. Dùm này là không đẹp không lấy tiền mọi người luôn á. Dùm này là bao đẹp luôn. 1 cộng 3. Rồi chị lấy cho Ly Dương rồi nha. Chị lấy cho Ly Dương rồi. Chị giấy lấy cho em rồi nha Ly Dương. Chị lấy cho Ly Dương rồi nha. Áo nha mọi người. Áo hoa hồng nha. Hoa hồng ren hoa hồng nha mọi người. Áo ren hoa hồng nha. Hoa hồng thiêu, thiêu nha mọi người đây nè. Nha mọi người đây nha. Áo ren hoa hồng còn một cái duy nhất cho mọi người. Còn một cái duy nhất. Bạn nào lấy thì comment hoa hồng giùm mình. Đây nha. Bạn nào lấy comment hoa hồng nha mọi người. Rồi 60kg không vừa nha Trang Thùy ơi. Đây nha mọi người, đây nha. Bạn nào lấy thì comment hoa hồng giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy comment hoa hồng nha. Bạn nào lấy comment hoa hồng nha mọi người. Hoa hồng nha. Vậy là cái dung này em không vừa rồi Trang Thùy ơi. Cái dung này em không vừa rồi. Trang Thùy em không mặc, em không mặc đầm maxi hả? Đầm maxi là 60kg mặc vừa á, mặc đẹp luôn á. Tại vì nó có co giãn. Đầm đuôi cá chấm bi nha mọi người. Đầm đuôi cá chấm bi nha. Bạn nào lấy thì comment chấm bi giùm mình. Cái này là 60, 65, 67kg mặt vừa luôn nha mọi người. Đầm ngủ đuôi cá chấm bi nha. 65, 66, 67, 68kg mặt vừa nha mọi người. Đầm 6 mấy ký là mặt vừa á. Bạn nào lấy cái đầm này thì comment chấm bi giùm mình. Chấm bi nha. Ly Dương ơi, chỉ còn một cái zoom này nữa nè. Zoom này dễ thương lắm nè Ly Dương ơi. Đây nha mọi người, đây nha. Còn một cái zoom duy nhất này nha. Cái zoom nè. Em lùng. Nhưng mà mình mặc ngủ mà. Ly Dương ơi, cái này là ủa xanh đỏ hồng. Rồi ok Ly Dương nè. Rồi ok Ly Dương nè. Ok bé đẹp. Rồi còn cái zoom cổ yếm nè Ly Dương lấy không? Zoom cổ yếm nè em. Ly Dương ơi 3 cái 100 mà 4 cái là 29k. Ly Dương em lấy thêm cái này cho đủ 4 cái đi Ly Dương. 4 cái là được 29k nè. Còn 3 cái là 100 á Ly Dương. Đây nha mọi người đây nha. Mua 4 cái nó ngợi hơn nha mọi người. Mua 4 cái nó ngợi hơn. Đây nha, zoom nha Ly Dương. Cái zoom nè, zoom cổ yếm nè. Zoom cổ yếm cột dây nha, em lấy thì ok giùm chị nha. Lấy cái này là đủ 4 cái đó Ly Dương ơi. Zoom xanh nha mọi người, zoom xanh nha. Nguyễn. Các bạn gì đó hồi nãy chọn có một cái mình xả cáo các bạn đó nha mọi người. Xả cáo các bạn đó nha, nhúng trên nha mọi người. Áo nhúng trên nè. Áo nhúng trên hồi nãy các bạn Tường Vi, em Tường Vi không biết còn đó không, không biết. Tường Vi còn đó không em? Áo này màu đẹp nè. Bạn kia mua có một cái rồi bán đâu mất tiêu luôn rồi. Xả cái của bạn đó nha mọi người. Đây nha, áo nhúng trên nha, bạn nào lấy comment số 1 nha. Bạn nào lấy áo nhúng thì comment số 1 nha mọi người. Số 1 nha, bán lấy có một cái rồi bán đi đâu mất tiêu rồi nên là mình xả nha. Xả áo của bạn đó số 1 nha. Bạn nào lấy nhúng trên comment số 1. Ừ thì chỉ lấy cho em hồng trơn rồi. Cái màu đỏ cái với cái màu xanh với cái hồng trơn là 3 cái. Còn cái này là cái zoom nè. Cái zoom này là khác cái kiểu kia. Cái zoom này là cái zoom cổ yếm. Zoom cổ yếm cột dây. Cái này zoom cổ yếm cột dây nè. Chứ không phải là cái màu kia nha. Bạn nào lấy nhúng trên thì comment nhúng trên thì mình nha mọi người. Mình xả của các bạn kia nó không lấy. Lấy có một cái cho mọi người. Ủa, Nguyễn Tường Vi em còn đó Nguyễn Tường Vi. Chỉ có cái áo riêng màu đen nè.
áo ren màu đen hồi nãy giống cái áo màu trắng mà chị quên mất, cái này nó còn sót lại sao tự nhiên nó nằm ở đây còn sót lại nào, để chị chừa cho Nguyễn Tường Vy đi, coi Nguyễn Tường Vy có lấy không, cái này chừa cho Nguyễn Tường Vy xem Nguyễn Tường Vy có lấy không. Rồi ok, bốn cái nè, ly dương đủ đơn nha. Nguyễn Tường Vy ơi, chị có cái áo ren đen hồi nãy mà em nói em đòi ấy nè, mà giờ chị có nè, em lấy không? Lấy thì ok giùm chị nha. Cái này chị thấy thì chị chừa cho em, là chứ chị không có hỏi mấy bạn luôn á, chị chừa cho em. Áo màu đen á Nguyễn Tường Vy, tại chị thấy thì chị chừa cho em luôn á. Đây nha mọi người giùm nha. Nguyễn Tường Vy em lấy thì em để chữ ren đen giùm chị nha, lần chị biết nha Nguyễn Tường Vy. Không, cái ren đen hồi nãy là còn một cái nên bạn mình chừa cho bạn Nguyễn Tường Vy á, Lệ Quyên. Mình chừa cho bạn Nguyễn Tường Vy á. Zoom nha mọi người. Zoom nha. Zoom nha mọi người ơi, zoom nha, bạn nào lấy comment giùm cho mình mã số 1 nha. Bạn nào lấy rồi ok Nguyễn Tường Vy nha, chị để cho em rồi nha Nguyễn Tường Vy. Đây nha, bạn nào lấy thì comment mã số 1 nha mọi người. Bạn nào lấy comment mã số 1 cho mình nha, giúp nha. Rồi ok, chị để cho Nguyễn Tường Vy rồi nha. Bạn nào lấy thì comment giúp cho mình nha mọi người ơi, giúp nha. Còn một còn cái màu này nữa nha mọi người, cái giúp còn cái màu này nữa. Trang Thùy đủ đơn nè, Lệ Nguyên đủ đơn, để mình coi bạn nào không gửi đủ đơn mình xả đơn cho mấy bạn đó nha. Thi Nguyễn, rồi ok Lệ Quyên nha, lần sau mình lấy ren nhiều, ren màu đen nhiều về mình sẽ tan cho bạn vô. Tại vì Tường Vy hồi nãy nó chọn mà nó bị thoát ra, nó bị đá ra, tôi cũng tội nghiệp nó nên nó hóng nãy giờ, nên là thôi nhường cho nó đi bạn ơi. Bạn cũng đủ đơn rồi đó, bạn còn chọn nãy giờ cũng đẹp đẹp không à, không có. Đây nha, đây nha mọi người, còn một bộ nha mọi người, còn một bộ nha. Bạn nào lấy thì comment giùm cho mình mã số 2 nha mọi người. Bạn nào lấy cái bộ này comment mã số 2 nha. Comment mã số 2 nha mọi người, comment mã số 2 nha. Bạn nào lấy comment mã số 2 giùm mình nha mọi người nha. Số 2 nha mọi người, số 2 nha. Gấu nha mọi người, gấu nha. Bạn nào lấy thì comment mã số 2 giùm mình. Mã số 2 nha. Bạn nào lấy bộ gấu này thì comment mã số 2 giùm mình nha mọi người nha. Nguyễn Tường Vy, hồi nãy chị xả cái áo của bạn kia nè, em có lấy cái áo này không Nguyễn Tường Vy? Nè các bạn kia bạn đặt có một cái một và chị xả luôn nè. Cái áo này nè, em có lấy không? Em lấy thì ok em chị nha. Ủa sao vậy? Sao vậy Lê Dương? Sao mà nghỉ chế chị rồi? Đây nha mọi người. Đây đây nha, bạn nào lấy cái áo này thì comment mã số 1 giùm mình nha. À, Tường Vy em có lấy cái áo này không? Áo này đẹp nè Tường Vy ơi. Áo này đẹp nè. Cái áo này là cực kỳ đẹp luôn, em có lấy thì ok em chị nha. Của em hả? 1, 2, 3. Của Nguyễn Tường Vy 4 nha. Của Nguyễn Tường Vy 4. Lý Dương sao vậy? Lý Dương ơi sao vậy? Lý Dương chị làm gì có lỗi? Lý Dương ơi chị làm gì có lỗi mà em nghĩ cho chị rồi. Lý Dương ơi là Lý Dương. Nguyễn Tường Vy em 4 cái nha Nguyễn Tường Vy. Đây nha, còn cái này nè, còn có một màu này nha mọi người. Bạn nào lấy cái áo này thì comment số 1 giùm mình. Đây nha mọi người nha. Bạn nào lấy thì comment số 1 nha mọi người. Bạn nào lấy comment số 1 nha. Đây nha. Tường Vy em có lấy cái áo này không? Áo này còn có một cái duy nhất, không lấy hối hận nha. Mai mốt là nó không có về đơn hàng này nữa nha mọi người. Tại vì nó qua đợt rồi đó.
Lễ Quyên 200 là em vô Shopee mua là sẽ được receipt nha. 200 là vô Shopee mua được receipt nha mọi người. 200 vô Shopee mua mới được receipt, còn gửi bưu điện không được receipt nha mọi người ơi. Gửi bưu điện là không có được receipt, tại bưu điện nó lấy tiền nha mọi người. Bưu điện nó lấy tiền chứ không phải mình lấy đâu nha. Bưu điện nó lấy tiền mọi người đó nha, chứ không phải là mình đâu. Rồi ok, những tiền gì Ly Dương ơi, em còn đó không Ly Dương? Ly Dương ơi em còn đó không? Ly Dương ơi em còn đó không? Ly Dương ơi em còn đó không? Tao giết hết tiêu rồi ta ơi. Kêu lấy không kịp, em cứ nhảy ra nhảy vô, nhảy ra lấy vô. Ngày hôm qua cô ôm nhiều rồi đó. Hôm qua là đồ đẹp không đó Ly Dương. Hôm qua em chọn toàn đồ đẹp không à. Chiều nay là tới, không biết nó nói là tới, không biết nó tới chưa nữa Ly Dương ơi. Zoom nha mọi người, zoom nha. Rồi ok Lễ Quyên nè. Của Tường Vi 5 cái rồi nha. Của Tường Vi 5 cái rồi. Của Tường Vi 5 cái rồi nha Tường Vi. Mình like lại nha mọi người. Đây nha mọi người nha, đây nha. Xếp bộ gấu mũ nha mọi người, xếp bộ gấu nha. Phi bóng. Phi bóng nha mọi người, phi bóng nha. Gấu phi bóng nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment dùm cho mình mã số 1 nè. Bạn nào lấy comment mã số 1 nha mọi người ơi. Có 5 màu nha. Có 5 màu nha mọi người, có 5 màu nha. Rồi mình lên là áo thun gân nha mọi người. Mình lên áo thun gân nha, tại vì xếp bộ còn xếp dấu hay không mà mấy bạn không mặc thì mình lên áo thun gân nha. Bộ đó nó không có giãn là nó không 60kg vừa đâu em. Tầm năm mấy ký à, nó tầm năm mấy ký nha Lễ Quyên. Đây nha, zoom nha mọi người, zoom nha. Còn một cái zoom màu này nữa nha mọi người. Đây nha. Còn một cái zoom màu này nữa nha mọi người ơi. Còn một cái zoom màu này nữa nha. Đây nha mọi người, đây nha. Không có pyjama nha. Có đồ ngủ vải KT chứ không có pyjama nha bạn. Thằng Quế ơi, có đồ ngủ KT thôi nha bạn. Đây nha. Zoom nha, zoom màu này nữa nha mọi người. Còn zoom màu này nữa nha, bạn nào lấy thì comment xanh giùm mình. Bạn nào lấy cái zoom xanh này comment xanh nha mọi người nha. Ly Dương ơi, em chịu chọn áo không? Bây giờ chị còn áo nha, chị lên áo nha. Áo nha mọi người. Áo nha. Áo thun gân nha mọi người. Đây một cái đầm đuôi cá. Bạn nào mặc đầm đuôi cá thì comment đuôi cá giùm mình nha mọi người. Đầm đuôi cá nha. Liễu Thị vô trễ quá nha em. Liễu Thị Liễu Thị giờ này mới vô. Áo thun gân nha mọi người. Thun gân nha. Đây mình cho mọi người xem cái vải nó nha. Đây nha mọi người, mọi người thấy rõ không? Thun gân nha mọi người. Áo thun gân nha. Áo thun gân bao đẹp bao giải nha mọi người. Áo thun gân bao giải nha. Cái giải nó dày dặn, giải đẹp lắm nha mọi người. Thun gân nha mọi người. Bạn nào lấy comment mã số 1 màu đỏ đô nha. Số 1 đỏ đô nha mọi người. Số 1 nha. Bạn nào lấy cái áo thun gân thì comment số 1 dùm cho mình. Số 1 nha mọi người. Áo thun gân này số 1 nè. Bạn nào lấy thì comment số 1 dùm cho mình nha mọi người ơi. Rồi ok. Chào em nha Liễu Thị. Chào em nha. Em vô trễ thế. Chia sẻ dữ vậy. Áo thun gân này số 1 nha mọi người. Màu đỏ đô số 1 nè. Màu này số 2 nha mọi người. Có nhành mai nha. Số 2 nha. Số 2 nha mọi người ơi. Số 2 nha.
Màu hồng số 3. Rồi chị cũng có con nhỏ, chị cũng có con nhỏ nữa. Số 3 nha mọi người, số 3 nha. Số 3 nha mọi người. Số 4 hình con mèo. Số 4 hình con mèo nha mọi người. Áo thun gân nha mọi người, áo thun gân nha. Trái tim nha. Thun gân nha mọi người, thun gân nha. Số 6 nha mọi người. Đây nha. Áo này kiểu nó khác nên mình lấy ra cho mọi người xem nha. Cái kiểu nó khác với kiểu kia. Đây nha mọi người, đây nha. Cái kiểu nó khác nha. Kiểu nó có đính kim sa hai bên nha mọi người. Ủa đính trái châu hai bên nha. Đính trái châu hai bên vai nha mọi người, đây nha. Bạn nào lấy thì comment cho mình mã số 10 nha. Đây nha mọi người nha, nó có nó khác với cái kia là nó có đính ở hai bên nha mọi người. Còn mấy cái kia là nó đính ở trước ngực nha. Đây nha. Trước ngực nha mọi người. Con mèo nha. Đính trái châu nha mọi người, vải vải thun gân nha mọi người, thun gân nha. Chữ lớp nha. Thun gân nha mọi người ơi, nhành mai nha mọi người, nhành mai nha. Chữ lớp nha. Vải thun gân. Vải thun gân cực dày luôn nha mọi người. Dày lắm nha, vải dày đẹp lắm nha mọi người nha. Đồng giá 29k nha em. Lý thiệu. Áo thun gân 29k nha em. Đồng giá 29k nha mọi người ơi. Dùm đầm áo thun gân gì đồng giá ha. Đồng giá hết nha mọi người. Đồng giá hết nha, mình có ghi bình luận đó nha. Mình có ghi bình luận nha mọi người. Mình có ghi bình luận đó nha. Đồng giá 29k nha mọi người. Đây nha, áo màu vàng nha mọi người. Áo màu vàng, trời cái màu này nó đẹp nha mọi người ơi. Màu này đẹp lắm nha mọi người, màu vàng nha. Bạn nào lấy thì comment màu giùm mình. Vải thun gân nha mọi người, thun gân nha. Mọi người ai có mặc thun gân rồi thì biết đó nha. Bạn nào có mặc áo thun gân rồi á thì biết cái vải đó nha mọi người, vải thun gân nha. Màu trắng nha mọi người, màu trắng nha. Đây cái kiểu này, cái kiểu này, cái áo này nó khác mà mình lấy ra cho mọi người xem nha. Đây nó có đi hàng kim sa trước ngực nha mọi người. Cứ cổ áo nha. Đây nha mọi người, đây nha. Đẹp lắm nha mọi người, đẹp lắm nha. Đây nha. Bạn nào lấy cái áo này thì comment giùm cho mình nha mà. Là trắng nè. Bạn này là nào lấy áo này comment trắng cho mình nha mọi người. Trắng nha. Vừa nha mấy bạn, vừa nha. Tại vì áo này nó co giãn nha mọi người. Đây nha. Áo này nó co giãn lắm nha mọi người nha. Thun gân co giãn nha mọi người. Vừa nha, mình nghĩ là vừa nha mọi người nha. Đây nha. Vừa nha mọi người ơi. Vừa nha, bạn nào lấy thì comment giùm mình nha. Cái này màu trắng nha mọi người, trắng nha. Bạn nào lấy cái áo này comment trắng giùm mình nha mọi người. Thun gân co giãn tốt nha mọi người. Thun gân co giãn tốt nha. Vải bạn nào mặc vải thun gân rồi thì biết nha. Thì biết cái vải này nó làm sao nha mọi người. Vải thun gân đẹp lắm nha mọi người nha, đẹp lắm nha. Vừa nha mọi người, bạn nào lấy thì comment giùm mình nha. Vừa nha, trời ơi rất là mỏng nha. Đây nha mọi người, áo thun tay dài hình chó. Đây nha mọi người, áo thun tay dài hình con chó nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment chó giùm mình nha. Bạn nào lấy thì comment chó giùm mình. Còn một cái nè, còn một cái này với một cái vàng hồi nãy thôi nha. Còn nè, hai màu này nha mọi người, hai màu nha. Bạn nào lấy cái nào thì comment vàng, này vàng chanh với này vàng đậm nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment màu giùm mình. Cái này tầm 55kg đổ xuống mặt vừa nha mọi người. 57kg, cái này 57kg mặt trở xuống mặt vừa nha mọi người ơi. 57kg đổ xuống mặt vừa nha, bạn nào lấy thì comment màu giùm mình nha. Mình còn một cái áo khoác mình sale là 50k một cái nha mọi người. Còn một cái duy nhất mình sale 50k. Bạn nào lấy thì comment khoác cho mình nha mọi người. Một cái duy nhất nha, 50k nha mọi người. 50k nha, một cái áo khoác duy nhất nha. Có bo tai bo bo ở dưới hết nha mọi người. Vải bao đẹp mọi người đúng nha. Bao đẹp mọi người nha. Bạn nào lấy thì comment khoác cho mình một cái duy nhất nha mọi người. Còn một cái duy nhất nha, mình sale 50k nha mọi người. Tại còn một cái nữa mình sale nha. Bạn nào lấy thì comment khoác cho mình nha mọi người. Khoác nha. Có nón nha mọi người, có nón nha.
có khóa kéo nha, có khóa kéo nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment khoát giùm mình, còn một cái duy nhất áo khoát nha mọi người, còn một cái áo khoát duy nhất nha. Bạn nào lấy thì comment khoát giùm mình nha. Sale 50k nha mọi người, sale áo khoát 50k nha, sale áo khoát này 50k, bạn nào lấy thì comment khoát giùm mình. Bạn nào lấy cái áo khoát thì comment khoát nha mọi người, còn một cái áo khoát duy nhất thôi nha. Cái áo khoát này lúc trước là mình bán trăm mấy rồi hả mọi người ơi, mình bán được trăm mấy rồi đó. Bây giờ còn một cái, còn một cái duy nhất nên là mình sale 50k nha mọi người. Mọi người tranh thủ nha, mọi người tranh thủ, mọi người, mọi người tranh thủ, mọi người lấy nha. Đầm ngủ nha mọi người, đầm ngủ nha, 60kg đổ xuống mặt vừa nha mọi người, 60kg đổ xuống mặt vừa nha. Đầm ngủ mình có 4 màu nha, màu trắng, màu đen, màu cam nhạt và màu đỏ đô nha mọi người. Bạn nào lấy màu nào comment màu giùm mình nha. Đầm ngủ nha mọi người ơi, đầm ngủ nha. Đây nha. Bạn nào lấy màu nào thì comment màu giùm mình. Đồ bộ chị đang mặc hết rồi Liễu Thị ơi, nãy giờ mấy bạn kia lấy hết trơn rồi. Đồ bộ chị đang mặc hết nha, mấy bạn kia lấy hết rồi nha, mấy bạn kia lấy hết rồi Liễu Thị ơi. Hôm qua thì không chịu chọn, ngày hôm qua còn nhiều thì không chịu chọn, hôm nay hết thì lại hỏi. Bộ tim còn một bộ nha mọi người, bộ tim còn một bộ nha, set ngủ nha mọi người, set ngủ vải KT nha mọi người, tầm 55kg đổ xuống mặt vừa nha. Đây nha mọi người, đây nha, set ngủ nha mọi người, set ngủ nha, set ngủ tim nha, vải KT nha mọi người, vải KT nha. Đây nha, quần nha mọi người, quần nha. Bạn nào lấy thì comment tim giùm cho mình. Bạn nào lấy cái áo này, cái bộ set ngủ này thì comment tim nha mọi người. Bạn nào lấy comment tim giùm mình nha. Đây nha, tim nha mọi người, bạn nào lấy comment tim giùm mình. Bạn nào lấy set ngủ này comment tim nha mọi người, comment tim nha. Không bạn nè, không bạn nào lấy áo không gân hả mấy bạn ơi, có bạn nào lấy không gân không, không không gân, không có lấy áo không gân hả. Ngủ gấu nha mọi người, phi bóng chết. Ngủ gấu phi bóng nha, bạn nào lấy thì comment số 1 thì mình nha, bạn nào lấy comment số 1 nha mọi người. Ừ, chị biết rồi. Mỹ Hoa ngủ gấu hả? Đây nha Mỹ Hoa, màu đen nè, đỏ đô, màu hồng và màu vàng đồng, bốn màu á em. Đây nha, màu vàng đồng nè, màu hồng, màu đỏ đô và màu đen nha. Đây nha mọi người, đây nha, đây nha mọi người, hai dây nha mọi người. Đây nha, màu đồng, màu đen, màu đỏ đô với màu hồng nha mọi người. Đây nha, xếp gấu nha mọi người, xếp gấu nha. Bạn nào lấy màu nào thì comment màu giùm mình.
Bạn nào lấy màu nào thì comment màu nha mọi người. Màu nha, comment màu giùm mình nha mọi người nha. Xếp gấu này mặc dễ thương lắm, mặc ngủ là thoải mái lắm nha mọi người. Mỹ Hoa ơi, em chọn màu nào, em chọn màu nào thì em comment màu giùm chị nha Mỹ Hoa. Màu đen nha mọi người, màu đen nè, màu đỏ đô nè, màu hồng nè, và màu vàng đồng nha mọi người. Màu vàng đồng nha, màu vàng đồng. Bạn nào lấy màu nào thì comment màu giùm mình. Bạn nào lấy màu nào thì comment màu giùm mình nha mọi người. Comment màu giùm mình nha. Comment màu giùm mình nha mọi người ơi. Bạn nào lấy cái nào thì comment màu nha. Đây nè, còn một set KT nè, set KT tim nè, còn một set duy nhất. Bạn nào lấy thì comment tim giùm mình. Bạn nào lấy thì còn một set duy nhất nha. Bạn nào lấy thì comment tim nha mọi người. Tim nha. Bạn nào lấy thì comment tim giùm mình nha mọi người ơi. Liễu Thị, em có lấy set gấu không? Mỹ Hoa ơi, em có lấy set gấu không? Có lấy thì ok giùm chị nè. Có lấy thì comment màu giùm chị nè. Áo cọc tay hả? Áo cọc tay là áo Liễu Thị bộ hồng. Ok Liễu Thị nè. Lý Thiệu ơi, áo cọc tay là áo sao em? Ok Liễu Thị màu hồng nè. Liễu Thị ơi, em chọn sao mà cho đủ đơn 3 cái hoặc là 4 bộ nha em. 1 3 bộ hoặc là 4 bộ nha, lận cho đủ đơn nha, chứ thôi không đủ đơn nha Liễu Thị. Cái đơn kia chị gửi cho em rồi. Lý Thiệu ơi, áo cọc tay làm sao em? Mỹ Hoa vàng đỏ. Vàng đỏ nè. Cọc tay làm sao chị không hiểu, chị cọc tay. Ok Mỹ Hoa nè. Ok Mỹ Hoa nha. Năm mươi lăm ký đổ xuống mặt vừa nha mọi người nha. Bạn Hồng Vũ Diệp gì á, mình nói nhiều nãy giờ mình đau khổ. Cái này là mình nói từ lúc mà đầu la tới giờ, tại bạn mới vô mình phải nói lại đây nha. Bộ tin còn một bộ duy nhất nha mọi người, một bộ duy nhất. Em ơi, em gì đó hồi nãy hỏi áo cọc tay là áo sao em? Áo cọc tay á, em giải thích cho chị nên chị biết đường. Biết đường chị lấy. Áo cọc tay là sao vậy em? Không hiểu, chị không hiểu. Rồi ok em, là áo phun gân đó đúng không? Là áo phun gân đúng không em? Áo phun gân đó đúng không? Đây nha mọi người, áo thun gân nha mọi người. Áo thun gân này mọi người không có mua đâu được cái giá mà 29k đâu nha mọi người nha. Áo thun gân này quá rẻ luôn, đẹp lắm nha, vải đẹp nha mọi người. Đây nè, mọi người thấy không? Thấy cái vải nó không? Đây nè nha mọi người nha. Áo thun gân nha. Áo thun gân nha mọi người, bạn nào lấy comment giùm cho mình thun gân nha. Bạn nào lấy comment thun gân kèm màu nha mọi người. Áo thun gân nha. Áo thun gân nha mọi người, bạn nào lấy comment thun gân giùm mình. Bạn nào có chịu xem áo thun gân thì nói mình. Áo cốc tàn. À có nghĩa là mấy cái áo này á đúng không chị? Đúng không em? Vậy à, đúng không? Phải cái áo này không Liễu Thị? Liễu Thị ơi, áo này đúng không em? Không biết, chị không biết. Tại vì chị ở trong Nam á, chị không có biết cái từ của mấy bạn ở ngoài đó. Nên là nấu là chị không có biết. Đây nha mọi người, áo thun nha mọi người. Áo thun nha, bạn nào lấy cái áo này thì comment vịt cho mình. Rồi ok nè, bạn nào lấy là comment vịt nè. Vịt nè nha mọi người, vịt nha. Bạn nào lấy cái áo này comment vịt cho mình. Vịt nha mọi người. Quần nha mọi người, quần 15k nha. Bạn nào lấy quần thì comment quần giùm mình. Quần là 15k nha mọi người, còn một cái quần duy nhất nha. Còn một cái quần duy nhất nè. 15k nha mọi người, 15k nha. Bạn nào lấy quần comment quần. Rồi ok, để mình cho bạn nó coi những cái áo này nha mọi người. Áo thun gân nha mọi người, áo thun gân tay dài nha.
Phạm Mỹ Ly chị ở Vĩnh Long nha em. Chị ship code toàn quốc, có ship Shopee nha mọi người. Có Shopee nha, có Shopee nha, nhưng mà đơn Shopee đơn 200 mới được ghi ship nha mọi người nha. Đây nha mọi người, áo phun gân tay dài nha. Áo phun gân tay dài, bạn nào lấy thì comment giùm cho mình mã số 1 lại nè. Bạn nào lấy cái áo này comment mã số 1 nè. Áo phun gân nha mọi người, áo phun gân nha. Áo phun gân nha mọi người. Bạn nào lấy comment mã số 1 giùm mình nha. Áo phun gân tay dài, có một cái tay dài duy nhất thôi mọi người. Áo phun gân á, có một cái tay dài này duy nhất thôi. Bạn nào lấy thì comment giùm mình mã số 1. Bạn nào lấy comment mã số 1 nha mọi người nha. Số 1 nè. Thì bởi vậy chị nói là chị không có biết. Đây nha mọi người. Đây nha, bạn nào lấy thì comment giùm mình mã số 2 nha. Mã số 2 nha mọi người. Mã số 2 có 3 màu nha mọi người. Mã số 2 này có 3 màu nha. Màu đỏ nè, màu hồng phấn và màu trắng nha mọi người. Cáo này có 3 màu nha. Màu đỏ, màu hồng phấn và màu trắng nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment giùm mình mã số 2 nè. Bạn nào lấy comment mã số 2 giùm mình nha mọi người nha. Màu đỏ, màu hồng, màu đỏ, màu hồng phấn và màu trắng nha mọi người nha. Bạn nào lấy comment mã số 2 giùm mình. Mình bảo đảm mấy bạn không có mua cái áo phun gân ở đâu mà 29k nha mọi người. Không có chỗ nào mà áo phun gân mà 29k nha. Tại mình lấy ở hàng là của xưởng nha, là mình lấy của xưởng không qua trung gian nên là mới có giá này nha mọi người nha. Chứ không có cái chỗ nào mà giá 29k nha mọi người. Không có đâu. Áo hả em, áo phun Nguyễn Nguyễn, áo là 60kg vừa nha. Áo 60kg vừa nha mọi người ơi. Áo 60kg vừa nha. Còn set bộ là 55kg trở xuống nha. Hàng Zara nha mọi người. Hàng Zara áo màu tím nha. Mình đau khổ mọi người. Trời ơi. Đồ bộ dài không có nha em. Áo tím nha mọi người. Tím nha. Bạn nào lấy cái áo này comment tím cho mình nha mọi người. Bạn nào lấy comment tím. Còn một áo tím duy nhất nha. Còn có một áo tím duy nhất nha. Còn có một áo tím duy nhất nha mọi người. Bạn nào đặt trên like á, thì là nhớ là lấy đồ cho mình nha mọi người ơi. Mình bỏ con mình nó té ở ngoài mà mình like đồ đó nha mọi người. Like mà mấy mọi người không lấy là tội nghiệp mình lắm nha. Mọi người, áo nha. Áo nhúng nha mọi người, áo nhúng trễ vai nha. Áo nhúng trễ vai nha mọi người, bạn nào lấy comment số 3 cho mình nha. Áo nhúng trễ vai nha. Áo nhúng trễ vai nha mọi người, bạn nào lấy comment số 3 giùm cho mình. Bạn nào lấy comment số 3 nha mọi người. Nó té từ trên ghế té xuống á. Bạn nào lấy cái áo này comment cá mập cho mình nha mọi người. Mình nói ít ngắn là như mọi người ơi, mình đau khổ. Bạn nào lấy comment cá mập nha mọi người đây nha. Bạn nào lấy nha, áo thun phơm rộng phọt dài tay lỡ nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment lên giùm mình cá mập nha. Bạn nào lấy comment cá mập cho mình nha mọi người. Bạn nào lấy cái áo này comment cá mập nha. Cá mập nha mọi người bạn. Bạn nào lấy thì comment cá mập cho mình. Đây nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment chó cho mình nha. Bạn nào lấy thì comment chó cho mình. Tay dài nha mọi người. Tay dài nha. Bạn nào lấy comment chó cho mình nha. Đây nha. Chó nha. Bạn nào lấy comment chó cho mình nha mọi người. Đây nha, bạn nào lấy comment vàng nha mọi người. Vàng nha, có bo tay nha mọi người, có bo tay hết nha. Đây nha. Bạn nào lấy comment vàng giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy comment vàng nha. Đây nha.
đầm mắt đầm đuôi cá nha mọi người, bạn nào lấy thì comment giùm cho mình mã số 3 nha, đầm đuôi cá nha. Đây nha mọi người, đầm ngủ đuôi cá nha, đầm ngủ đuôi cá nha, bạn nào lấy thì comment giùm cho mình đuôi cá nha, đầm ngủ đuôi cá nha mọi người, bạn nào lấy thì comment đuôi cá giùm mình nha, bạn nào lấy thì comment đuôi cá nha mọi người, đuôi cá nha. Áo nha mọi người, áo 2 dây nha. Áo 2 dây nha mọi người, áo 2 dây nha. Xếp chị mặc hết nha em, xếp chị mặc hết nha, mấy bạn chọn hết rồi. Đây nha mọi người, áo 2 dây nha. Áo 2 dây nha mọi người, áo 2 dây tay dài nha. Áo 2 dây tay dài nha mọi người nha, áo này nha. Cái tay nó vậy nha mọi người nha. Bạn nào lấy cái áo 2 dây này thì comment giùm cho mình mã số 4 nha. Đây nha. Số 4 nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment mã số 4 giùm mình. Áo này mặc cực kỳ dễ thương luôn nha mọi người. Áo này mặc dễ thương lắm nha. Bạn nào lấy thì comment số 4 cho mình nha mọi người nha. Áo này mặc dễ thương lắm nha mọi người. Đầm ren nha mọi người, đầm ren nha, đầm ren nha mọi người ơi, bạn nào lấy thì comment giùm cho mình đầm ren nha. Đầm ren nha mọi người, đầm ren trắng nha, bạn nào lấy thì comment đầm ren trắng giùm mình nha. Bạn nào lấy thì comment đầm ren nha mọi người. 29k nha. 29k nha em. Đây nha mọi người, đầm ren trắng nha, bạn nào lấy thì comment đầm ren trắng giùm mình, đầm ren giùm mình. Bạn nào lấy cái đầm ren này thì comment đầm ren nha mọi người. Bạn nào lấy thì comment đầm ren nha. Bạn nào lấy thì comment đầm ren giùm mình nha mọi người ơi. Áo thun gân nha mọi người, áo thun gân tay lỡ nha. Bạn nào lấy thì comment giùm mình đỏ nha. Đây nha, bạn nào lấy comment đỏ giùm mình nha mọi người ơi. Bạn nào đang xem cho mình xin một chấm nha mọi người, bạn nào đang xem cho mình xin một chấm nha. Bạn nào đang xem cho mình xin một chấm nha mọi người ơi, bạn nào đang xem cho mình xin một chấm nha. Còn ai đang xem không mọi người, ai đang xem cho mình xin một chấm nha. Adidas nha mọi người, áo rồi. Còn ai hỏi gì nữa không mọi người ơi, không hỏi thì mình tắt like nha mọi người, mình tắt like là mình lo cho bé nha mọi người ơi. 5 giờ rồi, hẹn mọi người là ngày mai mình like tiếp nha, tại vì bây giờ không bạn nào hỏi mình like rồi mà không bạn nào hỏi gì hết trơn á, không bạn nào xem gì hết trơn thì mình tắt like nha mọi người, mình tắt like nha, ngày mai mình like tiếp nha mọi người. Hẹn mọi người ngày mai nha. Hẹn mọi người ngày mai nha mọi người ơi. Hẹn mọi người ngày mai nha.